Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu ở bên cạnh cũng là sắc mặt trắng bệch. Khi đó, bọn họ đều đứng cách Sở Hy Thanh 10 bước, đều nằm trong phạm vi bao phủ của ba cỗ lực lượng gian kia. Bọn họ chỉ cần chậm hơn một chút, thì lúc này đã biến thành thi thể rồi. Lúc này, mí mắt của Bạch Tiểu Chiêu giật giật, nhìn về phía tay của Sở Hy Thanh, huynh trưởng, ngươi nhìn tay của ngươi. Sở Hy Thanh lại nhìn về phía tay phải của mình, hắn phát hiện con lỏa lý trong tay mình đã hóa thành thịt vụn, mở tay phải của mình cũng có thêm một vết thương nhỏ bé sở hy thanh nhìn kỹ vết thương nhỏ bé trên mu bàn tay mình trong mắt hiện lên một tia căng thẳng vết thương này là do lực lượng thời gian kia tạo thành dài không đến nửa tấc sâu cũng chỉ một ly sở hy thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết thế mà lại không thể nào khôi phục ngay hắn ngưng thần suy nghĩ sử dụng năng lực quang âm nhất thuấn để thăm dò lúc này mới nhìn thấy vết thương đang từ từ khép lại sở hy thanh nghĩ thầm quả nhiên chỉ có lực lượng thời gian mới có thể giúp hắn loại bỏ vết thương từ thời gian tuy nhiên lực lượng thời gian của hắn so với ba kẻ địch thần bí kia thì phải kém tận hai đẳng cấp chẳng biết từ lúc nào lãnh sát na đã đứng ở trên mảnh đá vụn kia hắn nhìn vết chém bóng loáng trên mặt đá ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng đây là thời thương thiên phú thần thông của cổ thần trúc quang âm lãnh sát na vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn sở hy thanh lời nói chân thành còn hàm chứa ý nhắc nhở ta khuyên sư đệ không nên nghiên cứu kiếm chiêu kia nữa bằng không ngươi nhất định sẽ chết thân sắc sở hy thanh hơi động sư huynh có thể nhìn thấy rõ kẻ ra tay tập kích ta không? Rốt cuộc là thứ gì? Đến từ phương nào, lại đi nơi nào? Năng lực cảm ứng của hắn cực mạnh, bằng không thì đã không báo trước nguy hiểm, né tránh kịp thời. Nhưng cũng bởi vì hắn tập trung vào việc né tránh và giữ mạng, nên không thể nhìn thấy bộ mặt thật của kẻ tập kích. Lãnh sát na không thèm suy nghĩ, xoa xoa ngón tay, mười vạn, không mặc cả. Khóe môi sở hy thanh có quắp lại lòng thầm nói mình đại khai sát giới kiếm được chút tiền mồ hôi nước mắt, lại có 5% chảy vào trong tay lãnh sát na. Hắn hừ một tiếng, móc một sấp ngân phiếu trong tay áo ra, trực tiếp đập qua, nói. Đó là ba chốc cầu, thân như cầu, trên đầu lại đốt lửa, nhìn qua như ngọn nến. Lãnh sát na dùng tay ra hiệu một một cái, chúng nó nhảy ra từ dòng sông thời gian, một đòn không chúng thì lập tức trở về. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sướng sờ, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng chương 952, giá nguyên, bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào ngươi, lãnh sát na ôm trường kiếm trước ngực, sắc mặt hắn lạnh lùng, hiện giờ, chỉ cần ngươi nhìn vài cá này một chút, một cái chớp mắt tiếp theo chính là giờ chết của ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết sống chết, kiên trì muốn xem, vậy thì tùy ngươi. Sở Hy Thanh không có phản ứng, hắn đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó, hắn cười nói với Chu Lương Thần, Lương Thần, chuyện tiếp theo phải làm phiền ngươi rồi. Chân ý đồ ở Hắc Hải có quan hệ với lực lượng hệ thủy, vừa vặn là thứ lương thần ngươi am hiểu nhất, ta muốn ngươi đưa tiểu chiêu đi bắt lỏa lý trong hồ, rồi ghép phải cá của chúng thành một tấm chân ý đồ hoàn chỉnh, tốt nhất là chế thành một cuộn tranh. Lúc này, vẻ mặt Chu Lương Thần rung lên, ôm quyền nói, thuộc hạ sẽ dốc hết sức để hoàn thành việc này. Nhất định sẽ không để chủ thượng thất vọng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, không cần vội, cũng không vội được, chỉ cần hoàn thành trong vòng một tháng là được chắp phá và ghép phải cá thành một bức chân ý đồ hoàn chỉnh, đây chính là một công trình lớn. Không biết phải bắt giết bao nhiêu lỏa lý, lại phải thu thập bao nhiêu vải cá. Rắc rối chính là những vải cá này còn lặp lại nhau. Chu lương thần muốn ghép chúng thành một bức đồ hoàn chỉnh, độ khó của nó giống như chơi ghép tranh vậy, hơn nữa còn là một bức tranh có 10 vạn mảnh. Việc này, càng nhiều người thì càng tốt, chỉ hai người chu lương thần và bạch tiểu chiêu, chỉ sợ còn không an toàn. Sở Hy Thanh nghĩ đến chỗ này, lại nhìn lãnh sát na với ánh mắt sâu xa lãnh sư huynh muốn làm hộ vệ cho ta đúng không ta không thiếu hộ vệ nhưng lại thiếu nhân thủ hỗ trợ thu thập phải loại lý ta có thể ra ngàn lượng bạc một ngày để thuê ngươi bản thân sở hy thanh không thể nào nhìn vảy cá kia được nên chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực lãnh sát na hơi lắc đầu lời nói hàm chứa trào phúng ngươi cần gì phải như vậy dù ngươi để người khác hoàn thành chân ý đồ ngươi cũng không thể quan sát và nghiên cứu vừa nhìn thì phải chết Việc này không cần lãnh sư huynh ngươi lo, ta tự có biện pháp. Khóe môi sở hy thanh cong lên, lãnh sư huynh chỉ cần nói cho ta biết là đồng ý hay không là được. Lãnh sát na hít mắt lại, sau đó cười gần, xem ra ngươi vẫn muốn tìm chết, ta ngại gì không giúp ngươi tọa nguyện. Nhưng phải là hai ngàn lượng. Hắn giơ quan tài băng trong tay lên, phương bất viên cũng thuê ta hai ngàn lượng một ngày. Được, sở hy thanh nhẹ nhàng ôm quyền, ngày hoàn thành, sẽ tính tiền với lãnh sư huynh. Lúc này, hắn vỗ hai cánh bạch hổ bay lên cao bảy trường, sau đó bay nhanh về phía nam của Hắc Hải. Lãnh sát na thấy thế thì sướng sờ, lập tức hét lên, sở sư đệ, người muốn đi nơi nào. Sở Hy Thanh không có trả lời hắn, mà gia tăng tốc độ, bay vào rừng rậm phía trước. Hắn đương nhiên là đi tìm tài liệu chính của bí dược vô tướng công tầng thứ 8 là thần Dương Hoa và huyền âm Thảo rồi. Phải tranh thủ đột phá lục phẩm hạ trong vòng một tháng này. Còn cả thiên phú huyết mạch trên người hắn nữa. Trước khi xem chân ý đồ của Hắc Hải, hắn phải cố gắng gia tăng thiên phú huyết mạch của bản thân, như vậy mới an tâm. Giờ mùi sáu khắc, bên trong bí cảnh thời gian lại xuất hiện cơn mưa đen xối xả. Tầng mây đen xì kia, làm cho bí cảnh tối tăm không có ánh sáng. Lúc này, tại một mảnh rừng rậm rộng lớn ở phía đông bí cảnh, Vân Thiên Ca đang ẩn thân trong một căn nhà gỗ tạm thời, hắn ho khan không ngừng, ho đến tan nát cõi lòng. Thỉnh thoảng lại có máu tươi tràn ra từ miệng của hắn, có lúc còn xen lẫn một ít mảnh vỡ của nội tạng. Vân Thiên Ca đang cố gắng loại bỏ đao ý của Sở Hy Thanh ra khỏi cơ thể mình. Tuy nhiên, việc này cực kỳ gian nan, luồng đao ý này như giòi trong xương, ẩn sâu trong lục phủ ngũ tạng của hắn, thậm chí là trong xương tủy. Mỗi khi Vân Thiên Ca phun ra một tia đao ý, thì một bộ phận thân thể, phế phủ và cốt tủy sẽ nát bấy. Nhưng đúng lúc này, Vân Thiên Ca bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn nhíu mày lại, lập tức cầm thanh kiếm bên cạnh lên, là ai? Là ta, theo tiếng nói này xuất hiện, tấm gỗ ở phía nam căn phòng bỗng nhiên đổ sụp xuống, phát ra một tiếng, rầm. Căn nhà gỗ này chỉ được dựng tạm, vừa không có cửa, cũng không có cửa sổ. Mà cái tấm gỗ này, cũng chính cửa ra vào của căn nhà. Lúc này, một bóng người mặc áo xanh xuất hiện ở cửa. Đây là một thiếu niên mặt như ngọc, tóc mai như đao, mi mục như họa, hắn trồng một cái ô kim loại màu trắng bạc, đứng dưới cơn mưa đen như chút, khí độ xuất chân, tựa như trích tiên. Tại hà kiếm thị phi của đô thiên thần cung, gặp qua Vân Huynh. Vân Thiên ca ngưng thần nhìn người này, sắc mặt như bính tĩnh, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Đây chính là kiếm thị phi, hạng nhất thần tú thập kiệt kiếm, hạng 45 thanh vân tổng bảng. chương 953, giá nguyên 2, người không cần giới thiệu, ta đã nhìn thấy người trước khi vào bí cảnh rồi. Chỉ là không biết các hạ đến đây để làm gì, kiếm thị phi nhìn tay của Vân Thiên ca, hắn phát hiện Vân Thiên ca đang nắm chặt kiếm, tay đã nổi gân xanh vân huynh không cần căng thẳng và đề phòng như vậy kiếm thị phi thu hồi tầm mắt nếu như ta đến đây để lấy tính mạng của vân huynh thì ta có thể lấy đầu của vân huynh trong ba chiêu vân thiên ca không khỏi hư một tiếng nhưng yên lặng không nói bởi vì đối phương nói đúng sự thật tình trạng của hắn bây giờ rất không tốt đúng là chưa chắc đã đỡ được ba kiếm của đối phương đây là một viên thần huyết cố nguyên đan có thể giúp ngươi khôi phục nguyên khí trục xuất đao ý kiếm thị phi ném một bình ngọc màu trắng qua sau đó đi đến trước mặt Vân Thiên Ca rồi ngồi xuống cách hắn ba thước. Căn nhà gỗ này khá chật hẹp, cũng chỉ có một trường. Xem ra Vân Huynh rất khó hiểu, kiếm thị phi nhìn mặt Vân Thiên Ca, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, lần này đến tìm Vân Huynh, là muốn liên thủ với ngươi. Liên thủ, vẻ mặt Vân Thiên Ca hơi động, lập tức bỏ kiếm trong tay xuống, mặt lộ vẻ trào phúng, là vì sở hy thanh đúng không? Khi tinh thần đạo Pháp Sư La Hán Tông triệu tập chúng ta tiến vào bí cảnh thời gian, cũng đã có người muốn liên thủ, nhưng khi đó Kiếm huynh lại xem thường. Mỗi lúc mỗi khác, sắc mặt Kiếm thị phi lạnh lùng, cách đây không lâu, huyền vô thượng của dục giới đệ Lục Thiên đã chết, chết trong trận chiến thần ân. Theo lời nói của sư đệ hắn, huyền vô thượng chỉ tiến vào lôi đài 38 cái hô hấp, thi thể của hắn đã xuất hiện ở bên ngoài. Trong lòng Vân Thiên Ca sinh ra ý kinh ngạc, huyền vô thượng chết rồi, thiếu niên đao khách kinh tài tuyệt diễm, đao pháp siêu tuyệt kia lại chết trong trận chiến thần ân. Người này còn có thứ hạng trên thanh vân tổng bảng cao hơn cả kiếm thị phi. Vân Thiên ca chợt cảm thấy thỏa mái hơn một chút, hắn thua bởi sở hy thanh, công nhận, với đao pháp mà sở hy thanh biểu hiện kia, huyền vô thượng sẽ không đỡ được một đao. Trong bí cảnh thời gian này, không ai là đối thủ của hắn. Hắn tu luyện chính là thần phong minh kính đao, thậm chí có thể lấy một đánh ngàn. Vì vậy ta mới muốn liên thủ với Vân Huynh, kiếm thị phi nở nụ cười, một tháng tiếp theo, ta sẽ cố gắng giúp ngươi khôi phục vết thương, thăng cấp ngũ phẩm. Đến khi đó hai chúng ta hợp lực, giết chết người này. Giết chết người này, Vân Thiên ca lại cười ha ha, giống như là vừa nghe thấy chuyện rất buồn cười. Nhưng tiếng cười kia cũng động đến vết thương, khiến cho Vân Thiên ca lại ho khan kịch liệt. Qua một lúc lâu, hắn mới dừng lại, sau đó lặng lẽ mỉm cười, người không chỉ tìm một mình ta đúng không? Nhưng ngươi sẽ không cho rằng vài ngũ phẩm hạ liên thủ là sẽ giết được hắn chứ. Đao pháp của hắn đã chạm đến thiên quy đạo luật, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với chúng ta ngay cả phương diện sức mạnh hắn cũng vượt qua chúng ta dù cho chúng ta lên cấp ngũ phẩm cũng tuyệt đối không thể áp chế hắn kiếm thị phi nghe vậy thì sững sờ hắn không ngờ vân thiên ca lại kiêng kỵ sở hy thanh như vậy dường như sức chiến đấu của sở hy thanh còn cao hơn hắn dự đoán kiếm thị phi không trả lời mà vỗ tay một cái nếu như thêm bọn họ thì sao lúc này lại có vài tiếng bước chân rầm rầm truyền ra từ trong rừng rậm vân thiên ca liếc mắt nhìn qua phát hiện đó hai là cự nhân một tên cao đến năm trượng thân thể cao lớn khổng lồ bắp thịt toàn thân cứng rắn như nham thạch nhưng da thịt lại có dấu vết bị đốt cháy một phần trong đó thậm chí còn tiếp cận thối giữa một tên khác thì cao ba trượng cầm một chiếc pháp trượng đầu rắn con người vân thiên ca liền co rụt lại đây là hai tên dạ lang tộc tên kiếm thị phi này dám coi trời bằng vung mà liên thủ với dạ lang tộc đây là thiên hộ liệt linh và tế ti liệt của dạ lang tộc bọn họ có thủ án với Sở Hy Thanh. Hai người bọn họ nói cho ta biết, một tháng này, Sở Hy Thanh đã đến núi Hỏa Đầu, phong huyết quật, lại đến lôi chấn cốc, tổng cộng 8 nơi, vì vậy hắn nhất định sẽ đến núi băng huyền vũ. Kiếm thị phi nhìn ra ngoài phòng, giọng nói thản nhiên, chúng ta có thể bố trí cạm bẫy ở đó trước, khiến cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, hai người bọn họ còn nguyện ý trả giá tính mạng để kéo Sở Hy Thanh chết cùng. Vân Thiên Ca hơi biến sắc mặt, ánh mắt do so dự nhưng câu tiếp theo của kiếm thị phi lại làm cho hắn kiên định. Vân Huynh, ta nghe nói bí cảnh thời gian tầng 3 chỉ có phạm vi 300 dặm. Người cảm thấy một năm này, người sẽ không gặp phải sở hy thanh sao. Nội tâm Vân Thiên Ca trầm xuống, trừ phi hắn đồng ý rời khỏi bí cảnh thời gian vào hai tháng sau. Bằng không hắn và sở hy thanh nhất định sẽ gặp nhau, không phải sở hy thanh chết thì chính là Vân Thiên Ca hắn vong. chương 954, giá Nguyên 3 Cùng thời gian đó, bên trong bạch hổ đường của lục phiến môn ở thành Vọng An. Bạch hổ hầu kéo thân thể uể oải đi trở về nội viện bạch hổ đường. Ngay khi vừa vào cửa viện, nàng nhìn thấy phu quân tả thanh vân của mình đang ngồi trên băng đá ở trong sân. Hắn để trần thân trên, ngưng thần xem một quyển sách. Nếu sở hy thanh ở đây thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì mấy tháng trước tả thanh vân vẫn là dáng người gầy yếu, ngũ quan thanh tú, nhưng không ngờ bây giờ đã biến thành một đại hán đầy cơ bắp hắn không chỉ cao lên rất nhiều, mà toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc. Bạch hổ hầu nhìn quyển sách một chút, liền thấy đây là luận võ thần cơ mới, nàng không khỏi lắc đầu, đang xem thanh vân tổng bảng. Lần này người bạn tri kỷ kia của người xếp hạng bao nhiêu? Khóe môi tả thanh vân hơi cong lên, ngậm lấy vài phần kiêu ngạo, 71. Ồ, bạch hổ hầu hơi nhíu mày vì bất ngờ, lần trước là hơn 90 đúng không? Vèo một cái mà leo hơn 20 hạng, tăng lên thật là nhanh. Cũng không tính là nhanh, những chuyện hắn làm ở quận Tú Thủy, giờ đã vang danh Giang Nam rồi. Tả Thanh Vân tiếp tục xem quyển sách trong tay, huống hồ, cách đây không lâu hắn còn đánh bại sở mính, một đao chém chúc không minh hạng 6 thần tú thập kiệt kiếm. Ta còn cảm thấy hạng 71 này vẫn quá thấp. Không thấp, hạng 71 đã là thiên trụ trong tương lai rồi. Bạch Hổ hầu thấy buồn cười, có điều, người xếp hạng 71 Thanh Vân Tổng Bảng cũng không phải ngươi, ngươi kiêu ngạo cái gì. Đây chính là bạn tri kỷ của ta, hắn có thành tựu như vậy, Ta tự nhiên mừng thay cho hắn. Tả Thanh Vân hừ một tiếng, sau đó ánh mắt động lại, nhìn Bạch Hổ Hầu, đúng rồi, Lục Phiến Môn nói thế nào về chuyện của Hi Thanh. Việc này vẫn chưa xong, Bạch Hổ Hầu hít một hơi, ngồi xuống đối diện Tả Thanh Vân, Sở Hi Thanh giết chóc qua nhiều ở quận Tú Thủy, ít nhất có 9 vị tổng bộ đầu và phó tổng bộ trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay hắn. Nội bộ Lục Phiến Môn rất tức giận, ta không ép được, nhưng ngươi đã đáp ứng với ta. Tả Thanh Vân nhất thời nhướng mày lên, huống hồ vụ án của Sở Hy Thanh vốn là do nghịch tặc tư không thiện vụ oan, hình bộ đã sửa án lại cho Sở Hy Thanh rồi. Hơn nữa hắn bây giờ là huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông, lục phiến môn các người dám động đến hắn. Có gì mà không dám động, lục phiến môn chúng ta phải sợ các tông môn đại phái đó sao? Chỉ cần là phạm pháp, dù là tông chủ một tông thì chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt về quy án. Bạch hổ hầu hừ nhẹ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói ta vốn đã sắp giải quyết được chuyện này, nhưng bên phía hình bộ lại có tin tức muốn phúc thẩm tra lại, lại vụ án này, có người nói là hình bộ tả thị lang sở như lai tự mình thúc đẩy. Ngoài ra, mấy phó tổng bộ chết đều là người của Chu Tước Đường, Chu Tước Hầu cũng muốn đòi công bằng cho thuộc hạ, ta không tiện ngăn cản. Tính tình của nàng nóng như lửa, nếu như ta ngăn cản, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Tả Thanh Vân không nói lời nào, hắn trực tiếp khép sách lại, mặc áo vào, bước thẳng về trong phòng. Bạch Hổ hầu nhíu mày thành hình chữ xuyên, người muốn đi đâu? Hôm nay người đã luyện tập chưa? Không luyện. Tả Thanh Vân đẩy cửa đi vào, cười lạnh nói: Sau này cũng không luyện nữa, ta luyện cũng không trở thành cao thủ được. Cần gì phải khổ sở luyện thể làm gì? Bạch Hổ hầu chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng hiểu rõ tính cách của Tả Thanh Vân, biết Tả Thanh Vân đam oán nàng không làm tốt, sinh lòng giận dỗi với nàng. Mấu chốt là tính cách của tên này còn cuột cường như trâu. Chuyện hắn không muốn làm, người có ấn đầu hắn thì hắn cũng không làm. Trước kia nàng dùng sở hy thanh làm thẻ đánh bạc khiến cho tả thanh vân tu luyện pháp môn luyện thể của nhà nàng. Bây giờ nàng lại không giữ lời với tả thanh vân, hắn cảm giác mình bị lừa, chỉ sợ là sẽ không chịu luyện tiếp. Bạch hổ hầu hơi suy nghĩ, liền nhẹ nhàng nói, lần này là ta không đúng, đáp ứng ngươi rồi lại không làm được. Nhưng mà ngươi vẫn phải tiếp tục luyện bộ thần diễn bát pháp này. Hơn nữa trong vòng 2 năm, nhất định phải luyện đến tầng thứ 12. Tả Thanh Vân ở trong phòng nghe thấy câu này, không khỏi cười gần một tiếng. Hắn không muốn luyện nữa. Nữ nhân này có thể làm cho hắn luyện thêm nửa khắc thì coi như hắn thua. Tả Thanh Vân dứt khoát nằm xuống giường, nghĩ thầm từ hôm nay trở đi ta sẽ là con cá chết. Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Hổ Hầu lại làm cho hắn sững sờ. Hơn nữa, ai nói ngươi không thể trở thành cao thủ? Thanh Vân, nếu như trong vòng 2 năm, ngươi luyện bộ thần diễn bát pháp này đến tầng thứ 12, lập tức có thể leo lên nhị phẩm thượng, bước vào địa bảng. Tả Thanh Vân chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Hắn tức giận đến mức bật cười, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu xuẩn? Dù là Nhân Tiên đan trong truyền thuyết, cũng không thể để một võ tu thất phẩm trực tiếp bước vào nhị phẩm. Tả Thanh Vân ta không thông minh lắm, nhưng cũng không phải không có não, mà để ngươi lừa như vậy. Chương 955, Giá Nguyên 4. Ta không lừa ngươi, Bạch Hổ hầu lắc đầu, Nhân Tiên đan không làm được, nhưng thế gian này có rất nhiều kỳ công dị pháp. Thanh Vân ngươi đã nghe nói đến Giá Nguyên đại pháp chưa? Giá Nguyên đại pháp, chưa từng nghe qua giọng nói tả thanh vân cứng rắn, không chút khách khí. Đây là một loại pháp môn tái giá, có thể chuyển nguyên công tu vị của bản thân cho người khác. Bạch hổ hầu ở ngoài sân hơi nhích miệng, mà ta bây giờ, muốn chuyển tiên thiên thần tân đại pháp của ta cho ngươi. Tả Thanh Vân nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, ngươi điên rồi à? Tại sao phải chuyển tu vị sang cho ta? Lúc này, cửa phòng bị mở ra, bạch hổ hầu đẩy cửa đi vào phòng. Sau đó nàng mở vạt áo, sẽ yếm ra ngay trước mặt tả Thanh Vân. Thanh Vân, ngươi nhìn thân thể của ta. Tả Thanh Vân vô thức chuyển mắt qua chỗ khác, sau đó lại liếc trộm một cái. Kết hôn lâu như vậy rồi, hắn và Bạch Hổ Hầu vẫn chưa ở chung phòng, cũng chưa từng nhìn thấy thân thể của nàng. Sau đó, Tả Thanh Vân lại biến sắc mặt, chỉ thấy trên thân thể mềm mại của Bạch Hổ Hầu tràn đầy các vết thương đẫm máu và những vết máu ứ động. Hắn lấy làm kinh hãi, ai ai làm người bị thương đến mức này. Là chính ta, là tiên thiên thần tân đại pháp của ta. Bạch Hổ hầu khép phạt áo lại, cười tự diếu một tiếng, ta tu luyện tiên thiên thần tân đại Pháp, nó là Pháp môn hệ kim đỉnh cấp trên thế gian này. Uy lực của nó vô cùng to lớn, được xưng là lực sát thương số một hệ kim. Nhưng tiên thiên thần tân đại Pháp lại có một tai hại, nó thực sự quá sắc bén, quá bá đạo, sắc bén và bá đạo đến mức sẽ phá hoại bản thân. Vì vậy, từ khi Bạch Hổ đường thành lập đến giờ, có rất ít người tu luyện công Pháp này đến nhất phẩm. Bởi vì bọn họ không thể chịu nổi môn công Pháp này trước khi vào nhất phẩm thì đã bỏ mình rồi. May mắn chính là, các đời bạch hổ hầu trước kia đã tìm được một pháp môn tiêu trừ tai hại của môn công pháp này. Đó chính là chuyển tiên thiên thần tân đại pháp ra ngoài, sau đó bản thân lại tu lại lần nữa, khi đó mới có thể đại thành. Nàng vừa dứt lời, liền dùng ánh mắt ôn nhu để nhìn tả thanh vân, hiện ta ta đã đến cực hạn. Nếu như trong vòng 2 năm mà không thể tái giá công pháp này, nhất định sẽ thất khiếu chảy máu, thủng trăm ngàn lỗ mà chết vẻ mặt tả thanh vân không khỏi ngẩn ngơ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bạch hổ hầu nhu nhược và yếu đuối như vậy sau đó tả thanh vân lại nhíu mày nhưng vì sao lại là ta người khác không được sao ngươi là phu quân ta ta không tái giá công pháp cho ngươi lẽ nào lại chuyển cho người khác bạch hổ hầu trừng mắt một cái nàng nghĩ thầm nếu mình nói thẳng với tả thanh vân tuy thiên phú của hắn kém nhưng lại là thái dịch chi thể mà thế gian khó gặp thì tả thanh vân nhất định sẽ không thoải mái sau khi ta tái giá công pháp thì sẽ hết sức suy yếu vì vậy nhất định phải tìm một người đáng tin cậy để bảo vệ ta tu luyện lại hiện tại người chính là người mà ta tin tưởng nhất trên thế gian này muốn nói đến giữ lời hứa có ai có thể so với phu quân tả thanh vân của ta tả thanh vân nghĩ thầm vậy thì cũng chưa chắc muốn nói đến nhân phẩm vị sở lão đề kia của hắn mới là người đứng đầu còn hơn hắn mấy bậc lúc này trên mặt của hắn lại hiện lên vài phần trần chờ do dự hắn vừa mới thề là sẽ không tu luyện thần diễn bát pháp rách nát gì đó nữa dù môn công pháp này có thể để hắn bước vào nhị phẩm thật thì tả thanh vân hắn cũng sẽ không động lòng nam nhân đã nói thì phải giữ lời nếu như người kế thừa tiên thiên thần tân đại pháp của ta cũng sẽ tiếp nhận chức bạch hổ hầu của ta khi đó người muốn sử dụng chức quyền bạch hổ thần bộ để trông nom huynh đệ của ngươi vậy không ai có thể ngăn cản bạch hổ hầu nhìn trộm vẻ mặt của tả thanh vân phát hiện tên này vẫn còn đang trần chờ bạch hổ hầu chỉ cảm thấy khó chịu trong ngực nếu như người ngoài biết bản thân có hy vọng một bước lên trời trực tiếp vào nhị phẩm vậy còn không phải sướng đến phát rồ sao cái tên này thì còn do dự nữa bạch hổ hầu liền tỏ vẻ buồn bã lời nói hàm chứa u buồn đau thường đi ra đến cửa nhưng ta sẽ không ép buộc ngươi nếu như ngươi không thích hoặc là ghét tu luyện quá vất vả vậy cũng tùy ngươi môn giá nguyên đại pháp kia phải tiếp xúc cơ thể mà nữ nhân cao sơn tộc chúng ta lại rất coi trọng trinh tiết nếu ta đã gả cho ngươi thì sẽ không tiếp xúc cơ thể với nam tử khác hai năm sau ngươi tìm một chỗ tốt để chôn ta là được tả thanh vân nghe đến đây thì chỉ cảm thấy đau răng nữ nhân này ra vẻ đáng thương cho ai xem giả bộ oan ức giả bộ nhu nhược yếu đuối mà còn không giống nữa kìa quá giả được rồi được rồi tả thanh vân lại xé áo ở trên người mình lộ ra bắp thịt cường tráng đồng thời bước nhanh ra ngoài cửa ta luyện ta luyện còn không được sao Bạch Hổ Hầu thì lại nhìn bóng lưng của Tả Thanh Vân, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Chương 956, thăng cấp. Ngay khi Kiếm Thị Phi đi tìm Vân Thiên Ca để bàn chuyện liên thủ, Sở Hy Thanh đã chạy đến một nơi cách Hắc Hải 150 dặm về phía nam, tìm thấy nơi sản xuất linh dược mà Tần Mộc Ca nói. Nơi Tần Mộc Ca phát hiện là một nơi có lực lượng thời gian và không gian rất hỗn loạn, chung quanh còn có hiện tượng không gian đứt gãy. Vì vậy, người không có thiên phú loại không gian và thời gian thì rất khó phát hiện ra nơi này nó chỉ lộ tung tích khi mưa đen cuồng bạo nhất. Sở Hy Thanh không thể không chống đỡ mưa đen cuồng bạo, vỗ hai cánh bạch hổ để phi hành, đồng thời quan sát bốn phía chung quanh. Thật ra thì với tu vị của hắn bây giờ, còn lâu mới đến trình độ bỏ qua cơn mưa đen xối xả này. May mắn là Sở Hy Thanh tìm thấy một cái áo tơi cấp độ lục phẩm hạ trong đám chiến lợi phẩm ngày hôm qua. Cấp bậc của cái áo tơi này hơi thấp, cũng không hỗ trợ được gì cho Sở Hy Thanh, nhưng lại có thể tránh nước là một món pháp khí chuyên dùng để đối kháng với pháp thuật và võ đạo hệ thủy. Nó có thể để cho Sở Hy Thanh không cần lo lắng đến những hạt mưa màu đen chí mạng này, giúp hắn toàn lực di chuyển và tìm kiếm. Theo thời gian trôi qua, mưa đen bắt đầu yếu dần. Trong lòng Sở Hy Thanh thấy hơi thất vọng, xem ra hôm nay không tìm được rồi, chỉ có thể chờ đến ngày mai, chờ mưa rơi xuống thì lại tiếp tục tìm kiếm. Nhưng khi bóng người của Sở Hy Thanh lướt qua một dòng suối màu máu đang chảy xiết, thì thần sắc hắn hơi động thân hình của hắn bỗng nhiên bay thẳng lên, nhảy lên một cây huyết tùng cao khoảng 65 trượng. Đây là cây huyết tùng cao nhất trong phạm vi 30 dặm quanh đây, là nơi có tầm nhìn tốt nhất ở khu vực bình nguyên này. Sở Hy Thanh kích hoạt năng lực, động sát của Thái Thượng Thông Thần, nhìn xuyên qua tầng mưa đen kia để tìm kiếm bốn phía, không lâu sau, ánh mắt của hắn liền sáng ngời. Hắn trông thấy một chút dị thường ở phía đông nam, một ít nước mưa mưa rơi xuống bên đó, giống như gặp phải cản trở gì đó mà rơi về phía bên cạnh, hiệu quả khá giống với cơn mưa gặp phải mái nhà pha lê, không giống chính là mái nhà pha lê này không có quy tắc mà lại chẳng chỉ tán loạn, rất khó phân biệt. Sở Hy Thanh dứt khoát vỗ cánh bay về phía bên đó. Bay khoảng tầm 7 dặm, hắn liền giảm tốc độ, nơi này tràn đầy lực lượng thời gian và không gian bất quy tắc, nếu như không cẩn thận mà chạm phải, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tan xương nát thịt. May mắn chính là, lúc này có nước mưa giúp hắn phân biệt. Sở Hy Thanh trợn to mắt, cẩn thận quan sát và né tránh. Mãi đến tận mười mấy hơi thở sau, trước mắt của hắn sáng ngời. Trước mắt hắn vẫn là một mảnh rừng cây rậm rạp, phạm vi chỉ khoảng bốn dặm. Nhưng lại là một mảnh trời quang, cả mảnh rừng cây hoa thơm chim hót, thậm chí còn có từng sợi từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu mà vào, hoàn toàn khác biệt với cảnh mưa rơi tầm tã ở bên ngoài, hoàn toàn là hai thế giới. Sở Vân Vân từng nói, nơi này có thể là một cửa ra vào, là một đường hầm chưa bị phát hiện. Sở Hy Thanh lại không để ý đến mấy thứ này, hắn chỉ quan tâm bí dược của mình. Khi Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức hưng phấn như điên. Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo ở nơi này, mỗi loại có tận hơn 30 gốc, không chỉ đều trưởng thành mà phẩm chất còn là đỉnh cấp nhất. Tài liệu chính của bí dược cấp độ lục phẩm thượng và ngũ phẩm hạ cũng có 6 đến 8 gốc, nhưng tiếc là chúng vẫn chưa trưởng thành. Tần Mộc ca tiến vào bí cảnh thời gian từ mười mấy năm trước. Dựa theo tốc độ thời gian bên trong bí cảnh, lúc này mới qua khoảng 200 năm. Những tài liệu chính của bí dược ngũ phẩm hạ như thần tâm nấm, ít nhất phải 50 năm nữa mới có thể đến kỳ trưởng thành. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn bốn phía, tìm một chỗ có linh lực mạnh nhất, liền khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Tốc độ tu hành của Sở Hy Thanh trong bí cảnh rất nhanh. Hắn vốn cần ít nhất 4 tháng rưỡi nữa mới có thể tu luyện đến thất phẩm thượng đỉnh phong. Bây giờ Sở Hy Thanh ở trong bí cảnh, lại mượn các đan dược tu hành đỉnh cấp nhất. Hiệu quả tu luyện của khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi này lại tương đương với ba tháng ở bên ngoài. Sở Hy Thanh vẫn cần nửa tháng nữa mới có thể đưa vô tướng công lên đến viên mãn. Sở Hy Thanh vốn còn hơi lo lắng có người phát hiện nơi này, hắn lại phải bỏ thời gian ra để đi tìm thần Dương Hoa và huyền âm thảo. Đến giờ phút này thì trái tim của hắn mới trở về chỗ cũ. Hắn có thể an tâm tu luyện ở đây, chờ đến khi mình lên cấp mới thôi. Nửa tháng tiếp theo, Sở Hy Thanh sinh hoạt rất có quy luật khi bên ngoài có mưa thì hắn bắt đầu tu hành vô tướng công, tu hành cử luyện cực nguyên tử kim thân, sau đó là ngủ. chương 957, thăng cấp 2, sở hy thanh ngủ tận 9 canh giờ rưỡi một ngày, hắn tu luyện thần phong minh kính đao, luyện mị ảnh vân tung, luyện thần lôi động chân chỉ, luyện cửu luân thần ấn ở trong mơ. Tốc độ tu hành cửu luân thần ấn của sở hy thanh cực nhanh. Ngày thứ 7 thì hắn đã tu luyện đến tầng thứ 6, lực lượng thần thức lại tăng lên. 9 ngày sau, sở hy thanh đột nhiên có đốn ngộ, thần lôi động chân chỉ và tam tương võ ý đều tăng lên đến tầng thứ 9. Ngoài ra, hắn còn tập luyện thực chiến nữa. Trong võ đạo bảo khố của Sở Hy Thanh có thêm một loại thẻ, tên là thẻ thực chiến giả lập tần một ca lục phẩm thượng. Cần 10 điểm huyết nguyên một tấm, có thể dùng một tháng. Hắn phát hiện mình luyện đánh đơn thì tấm thẻ này là đủ rồi. Tần mộc ca có thể mô phỏng ra 7 đến 8 phần võ học trong thiên hạ, còn tinh thông 2 đến 3 phần 10 trong đó, có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Nửa canh giờ còn lại thì là thời gian Sở Hy Thanh làm mới võ đạo bảo khố. Hắn lại quét ra huyết mạch lôi sinh thú cấp 5, bỏ ra 300 điểm huyết nguyên của hắn. Cái này có thể để cho Bạch Tiểu Chiêu chuyển hóa thành thừa hoàng. Đáng tiếc là bây giờ Bạch Tiểu Chiêu không ở bên cạnh hắn, Sở Hy Thanh chỉ có thể đổi rồi tạm thời gửi vào kho chứa đồ. Khi Sở Hy Thanh tập trung tu luyện, tiểu tóc húi cua lại chơi rất vui vẻ. Mảnh không gian này không có ai khác, mặc kệ nó chơi đùa thế nào thì cũng không lo bị phát hiện thỉnh thoảng tiểu tóc húi cua còn chạy ra ngoài khu vực này để chơi đùa. Khi nó vui vẻ thì còn ngậm lấy vài con mồi loại hình nhỏ như thỏ hoặc gà rừng trở về, cải thiện bữa ăn cho sở hy thanh. Phần lớn động vật trong bí cảnh đều nhiễm độc tố và thần huyết, không thể ăn ngay. Chỉ có dùng gỗ huyết tùng trăm năm để hun đốt, lại xử lý bằng phương pháp đặc thù, khi đó mới có thể ăn. Chủ nghệ của sở hy thanh cũng không tệ, mà hắn cũng biết phương pháp xử lý độc tố và thần huyết. Chỉ tiếc là tiểu tóc húi cua vẫn chưa có thân thể thực tuy rằng nó trông mà thèm, nhưng lại không hưởng thụ được. Chỉ có thể tha thiết chờ mong mà nhìn sở hy thanh ăn, còn tò mò không thôi. Nửa tháng sau, khi bên ngoài đang mưa tầm tã, trên mặt sở hy thanh bỗng nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã cảm giác được chân nguyên của mình rồi rào như muốn tràn ra, khí cơ trên người cũng muốn tràn ra ngoài. Đây chính là dấu hiệu của vô tướng công tầng 7 viên mãn. Sở Hy Thanh lập tức đứng dậy, đi hái hai cây thần dương hoa và hai cây huyền âm thảo mà hắn vừa ý. Sở Hy Thanh không dùng phần linh dược mà Chu Lương Thần chuẩn bị cho hắn. Nói đến phẩm chất, thì linh dược ở bên trong này càng tốt hơn, càng tinh khiết hơn. Sau đó, hắn dùng một khối thanh dứu thạch không dễ bị đốt nứt để làm một lò luyện đan giản dị. Lại dùng gỗ huyết tùng làm củi, bắt đầu nhóm lửa. Sau khi vô tướng công bước vào tầng thứ 8, phương pháp phối chế bí dược đột nhiên có thêm một bước đốt luyện. Vì vậy vô tướng thần tông mới yêu cầu tất cả đệ tử ký danh đều phải học qua về phương pháp luyện đan. May mắn là phương pháp phối chế bí dược vô tướng công tầng 8 tương đối đơn giản, Sở Hy Thanh cũng từng cố tình tìm hiểu về phương diện này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, bận rộn khoảng tầm nửa canh giờ. Đám linh dược bị hắn lục tục đưa vào đan lô kia, đã bắt đầu chuyển hóa thành nước thuốc hai màu sền sệt. Tầng trên của nước thuốc này là màu đỏ rực, tầng dưới là màu ngọc bích, cả hai đều óng ánh long lanh. Lúc này, không chờ Sở Hy Thanh nói cái gì, tiểu tóc húi cua đang đứng ở cách đó không xa đã cực kỳ hưng phấn mà nhảy vào trong cơ thể hắn sở hy thanh thì lại vận chuyển chân nguyên há miệng hút nước thuốc hai màu sền sệt kia vào trong miệng lúc này trong cơ thể của hắn đã chấn động ầm ầm một thân chân nguyên bộc phát như núi lửa hóa thành hỏa diễm không màu mà bốc cháy hừng hực theo phong ấn trong huyết mạch của sở hy thanh bị phá vỡ xương cốt của hắn phát ra những âm thanh lách cách một thân máu thịt kinh mạch cốt tủy đều đang không ngừng xé nát rồi khép lại Sở Hy Thanh lại ghét biến hóa này còn chưa đủ mạnh. Hắn muốn thu được chỗ tốt lớn nhất trong lần lên cấp này. Sở Hy Thanh nhìn về phía mấy chữ cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 7 trong bảng nhân vật của mình, lúc này lại có hai đoạn tin tức xuất hiện trong đầu óc của hắn. Có dùng 34 điểm huyết nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên viên mãn hay không? Có dùng 150 điểm huyết nguyên để tăng cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên tầng 8 hay không? Sở Hy Thanh bây giờ vẫn chưa thể luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân lên đến tầng 7 viên mãn. Hắn lập tức lựa chọn đồng ý, cửu luyện cực nguyên tử kim thân cũng không phải nguyên công gốc rễ của hắn, chỉ là công pháp phụ tu, vì vậy trong quá trình tu hành, không cần mượn bí dược để mở phong ấn huyết mạch. Cũng vì thế mà Sở Hy Thanh không lo lắng tương lai sẽ bị người khác đánh gãy, móng nhà. chương 958, thăng cấp 3, lúc này, biến hóa trong cơ thể Sở Hy Thanh càng ngày càng kịch liệt. Phong ấn tại nơi sâu xa trong cơ thể hắn, tựa như đang càng ngày càng bị xé ra to hơn, làm cho máu thịt trong cơ thể hắn tiếp tục tan vỡ rồi lại khép lại, cứ tuần hoàn như vậy. Nếu là trước kia, tình hình này vẫn có chút nguy hiểm. Một khi tốc độ khép lại của Sở Hy Thanh không theo kịp, toàn thân hắn sẽ biến thành một đống máu thịt bùn nhão. Nhưng Sở Hy Thanh bây giờ đã có Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết, khí huyết dài lâu, huyết nguyên vô tận, thiên thu không phai mờ, vạn cổ bất diệt. Lúc này tiểu tóc húi cua trong cơ thể hắn cũng đang phát sinh biến hóa một bộ phận máu tươi trong cơ thể sở hy thanh còn cả do tinh huyết nhai tí mà nó hấp thu từ mấy tháng trước tất cả đều dung nhập vào nơi sâu xa trong linh chất của nó sau đó diễn hóa ra thành hình dạng của trái tim một con nhai tí thuần huyết mới được sinh ra bình thường sẽ trải qua giai đoạn thai nhi ở trong cơ thể mẹ mãi đến tận khi sinh thì mới tiến vào giai đoạn con non tại thời điểm này thường thì chúng sẽ đạt đến lục phẩm Tiểu tóc húi cua lại không giống với nhai tí bình thường, nó là sát linh do sát lực của thần binh hóa thành. Tần Mộc Ca nói gốc rễ của nó bắt nguồn từ mấy giọt máu mà binh thần Lê Tham hòa vào trong thần binh, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm uẩn nhưỡng, cảm nhận linh căn thiên địa, huyền bí của vũ trụ, lại hòa vào đạo ý của thần binh, cuối cùng hóa thành hình ảnh nhai tí. Vì vậy, nhất định phải đến giai đoạn lục phẩm thì nó mới có thể mượn ngoại lực để đắp nặn hình thể. Nhưng chuyện này cần thời gian rất dài vì thế thân thể của tiểu tóc húi cua vẫn phải nghỉ ngơi trong cơ thể của sở hy thanh một thời gian. Thai nhi của nó sẽ giấu bên trong ổ bụng của sở hy thanh, sau đó nơi này sẽ nhô lên, mãi đến khi tiểu tóc húi cua sinh ra mới thôi. Sau khi sở hy thanh cảm ứng một lát rồi không nói gì. Hay lắm, xem ra mình nhất định phải làm phụ nữ có thai một thời gian, nói không chừng còn phải sinh mổ. Sau này, mặc kệ là trên luân lý hay là sinh lý, thì hắn đều là phụ thân của tiểu tóc húi cua. Trong lòng sở hy thanh cảm thấy hơi dị dạng, nhưng nếu bảo hắn đưa tiểu tóc húi cua cho người khác, để người khác đẻ thuê cho hắn, thì hắn nhất định không chịu. Phải biết, không biết có bao nhiêu võ tu cao phẩm trên thế giới này muốn làm cha mẹ của tiểu tóc húi cua mà còn không được. Đây chính là cơ duyên có thể giúp người đánh vỡ giới hạn người và thần, xung kích siêu phẩm. Bảy canh giờ sau, chân nguyên đang sôi trào trong cơ thể sở hy thanh rốt cuộc cũng đã ổn định lại. Sở hy thanh hơi cảm ứng tình trạng trong cơ thể một phen, rồi bắt đầu dùng điểm huyết nguyên để làm mới võ đạo bảo khố Dựa theo kinh nghiệm của hắn Mỗi khi tu vị của hắn tăng lên Hệ thống 33 nhất định sẽ ra sức một trận Sẽ có không ít thứ tốt trong võ đạo bảo khố Tình huống tiếp theo cũng đúng như dự đoán của hắn Sau khi sở hy thanh làm mới 500 lần Liền có hai hai thiên phú huyết mạch Vạn cổ thiên thu chi huyết thất dai Cần 540 điểm huyết nguyên để đổi Thuần dương cửu dai Cần 450 điểm huyết nguyên để đổi Vạn cổ thiên thu chi huyết giai đoạn thứ bảy, từ giới thiệu thì không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng sở hy thanh lại cảm nhận được rõ ràng, bàn cổ chi tâm, trái tim bàn cổ trong cơ thể hắn to hơn một vòng. Nguyên khí tràn ra từ trong bàn cổ chi tâm cũng càng nhiều hơn. Nếu như trước kia là một dòng sông, vậy bây giờ là ba đến năm dòng sông hội tụ lại một chỗ. Thuần dương giai đoạn thứ chín thì lại có thêm một năng lực mới. Thuần dương giai đoạn thứ chứ, trên trụ cột vốn có, vĩnh viễn gia tăng gấp đôi sức mạnh, 5 phần 10 chân nguyên, 5 phần 10 lực lượng nguyên thần, 4 phần 10 tất cả tố chất thân thể. Trong cơ thể sinh sôi lực lượng thuần dương, cuồng phong và lôi đình, nắm giữ lực lượng thiếu dương, dương minh và thái dương, cần 450 điểm huyết nguyên để đổi. Thái dương, tăng tất cả tố chất tu luyện công pháp hệ dương, hòa lực lượng dương viêm vào tất cả võ đạo hệ dương, loại bỏ và áp chế tất cả tai họa. Dưới ánh mặt trời và trăng sáng, có thể gia tăng tốc độ xuất thủ và thân pháp dựa vào phương vị của ánh mặt trời và trăng sáng, phạm vi cường hóa từ 3 phần 10 đến gấp đôi. Lúc này, bảng nhân vật của Sở Hy Thanh đã phát sinh biến hóa vô cùng to lớn. Nhân vật, Sở Hy Thanh, danh vọng, lục phẩm hạ siêu thiên kiêu, Phó đạo, thần phong minh kính đao tầng 9, Mỹ ảnh vân tung tầng 9, thần lôi động chân chỉ tầng 9, cửu luân thần ấn tầng 6. Võ ý, nhai tí chân ý tầng 10, tam tương võ ý tầng 9. Nguyên công, vô tướng công tầng 8, lục phẩm hạ cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 8. Điểm huyết nguyên, 1964,3. Thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết thất giai, nhai tí cửu giai, thần thương, lục giai, táng thiên, lục giai, thuần dương cửu giai, thái thượng thông thần cửu giai, nã phong ngự điện chi thủ, bát giai, quang âm thuần ảnh chi thân, bát giai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh tam giai, lê tham chi môn. Tuổi thọ, 435 ngày, chương 959, thăng cấp 4. Sở hy thanh nhìn màn hình huỳnh quang hư ảo trước mắt, khóe môi không khỏi cong lên sau khi Nguyên Công tiến vào lục phẩm, hắn đã có thực lực đối kháng với ngũ phẩm. Mười mấy ngày tiếp theo, tố chất thân thể của hắn còn tiếp tục được cường hóa. Đến khi đó, dù là sức mạnh, thân pháp hay là tốc độ đao, thì hắn đều không rơi vào thể yếu. Chỉ tiếc là, thứ mà Sở Hy Thanh thèm bây giờ là quang âm thuấn ảnh chi thân cửu dai lại chưa từng xuất hiện. Sở Hy Thanh quét hơn 30 điểm huyết nguyên rồi liền từ bỏ. Lúc này cách thời gian mấy người chu lương thần hoàn thành chuyện ghép chân ý đồ còn phải nửa tháng hắn chuẩn bị chậm rãi quét, từ từ quét trong nửa tháng này. Dựa theo sở hy thanh dự đoán, nếu hắn muốn nghiên cứu kiếm chiêu hoàn chỉnh, muốn ứng phó với ba trúc cầu kia, nhất định phải có quang âm thuấn ảnh chi thân cửu dai. Cứ mỗi khi thiên phú huyết mạch tăng lên 3 cấp thì sẽ xuất hiện biến hóa vô cùng lớn, còn thức tỉnh năng lực mới. Điều này có thể khiến cho sở hy thanh nắm giữ lực lượng thời gian mạnh mẽ hơn, hiểu biết nhiều hơn về nó. Đến khi đó khẳng định là vẫn không thể đánh lại ba con trúc cầu kia, nhưng sẽ không bị chúng nó nghiền ép giống như lần trước. Nửa ngày sau, khi Sở Hy Thanh trở lại bên bờ Hắc Hải, quả nhiên là Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu vẫn đang bắt cá ở trong hồ. Lãnh sát na cũng đang giúp đỡ, hiệu suất giết cá của vị sát na kiếm này cực cao, vung kiếm lên là có thể giết một mảng lớn. Kiếm pháp của hắn là thần hư cửu cung kiếm, nắm giữ một loại lực lượng không gian, vì vậy hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước trong hồ, kiếm khí cực kỳ chuẩn xác chỉ là tiến độ của bọn họ vẫn chậm hơn dự tính của sở hy thanh. Chân ý đồ của Hắc Hải cũng có 9 tấm, Chu Lương Thần chỉ mới ghép được hai bước đồ hoàn chỉnh, 7 bước còn lại vẫn nằm trong trạng thái tàn khuyết, ngay cả đường viền còn không có. Tuy nhiên, theo sở hy thanh trở về, tiến độ của bọn họ bắt đầu tăng mạnh. Sở hy thanh không thể nhìn những vảy cá nhưng, cũng không thể tiếp xúc gần với lỏa lý ở trong hồ. Dù hắn chỉ liếc mắt nhìn hoa văn trên vảy cá kia, cũng sẽ khiến ba con trúc cầu kia chạy đến sở hy thanh lại có thể bắt cá, hắn để chu lương thần tập trung ghép tranh còn mình thì niêm phong năm giác quan chỉ dùng thần thức để cảm ứng chung quanh rồi hóa thân thành cuồng nhân giết cá ở dưới đáy hồ phàm là có lỏa lý bơi đến phạm vi trăm trượng quanh người hắn thì đều bị hắn dùng lực lượng lôi đình đánh chết bên bờ phía nam của hắc hải cũng đã có một núi lỏa lý theo thời gian trôi qua núi cá này càng ngày càng to hơn cũng hấp dẫn rất nhiều yêu thú mạnh mẽ ở quanh đó nửa tháng sau Chu Lương Thần rốt cuộc cũng hoàn thành bức chân ý đồ thứ 9. Hắn dùng 9 tấm da yêu thú lục phẩm làm trụ cột, xếp những vảy cá kia lên trên đó, ghép lại thành 9 bức đồ hoàn chỉnh. Lúc này, Chu Lương Thần đã mệt mỏi đến kiệt sức. Vì tăng tốc độ hoàn thành, một tháng qua hắn không chỉ không tu luyện võ đạo, mà thậm chí còn không nghỉ ngơi tốt. Đến cuối cùng, Chu Lương Thần phải mượn đan dược để chống đỡ. Cho nên khi tấm vảy cá cuối cùng được khảm lên da thú, Chu Lương Thần liền không chịu được nữa, trực tiếp ngã xuống mặt đất mà ngủ say như chết. Sở Hy Thanh cũng không xem mấy bước chân ý đồ kia, hắn cuộn chín bước đồ lại, sau đó quấn ở phía sau người. Lúc này, lãnh sát na đang đứng ở cách đó ba trượng, nhìn hắn với vẻ trào phúng. Những thứ này đã hoàn thành rồi, nhưng ngươi chuẩn bị dùng thế nào? Dù ngươi chỉ liếc mắt nhìn một chút, hoặc là lấy tay sờ vào một chút, cũng sẽ bị ba con trúc cầu kia giết chết. Ta tự có biện pháp, sở hy thanh vừa nói chuyện vừa ôm bạch tiểu chiêu đang mệt mỏi vào ngực, dùng tay vuốt ve đầu của nàng. Nhìn như hắn đang an ủi linh sủng của mình, nhưng thật ra đang dùng huyết mạch lôi sinh thú ngũ ra kia lên người Bạch Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu tiến hóa huyết mạch thừa hoàng, có thể sẽ phải ngủ say vài ngày, trì hoãn tốc độ ghép tranh, cho nên Sở Hy Thanh vẫn chưa dùng. Cho đến hôm nay, khi đã hoàn thành thì Sở Hy Thanh lập tức sử dụng tấm thẻ này lên người Bạch Tiểu Chiêu. Trên mặt hắn thì lại tựa như cười mà không phải cười, lãnh sư huynh không nên quan tâm chuyện này, nếu như ngươi thật sự muốn biết, không ngại dùng 10 vạn lượng bạc đến mua. Sắc mặt lãnh sát na chìm xuống, hắn trực tiếp đưa tay ra, giọng nói không chút khách khí, ai quan tâm ngươi tìm đường chết kiểu gì. Hiện giờ, chân ý đồ đã hoàn thành, ngươi nên trả tiền. Sở Hy Thanh cũng không nói nhiều, hắn trực tiếp lấy sấp ngân phiếu trị giá 6 vạn lượng bạc trong tay áo ra. chương 960, thăng cấp 5, nhưng đúng lúc này, Bạch Tiểu Chiêu lại mở miệng nói, huynh trưởng, thừa rồi, là 5 vạn 6. Hắn đã xin nghỉ hai ngày, nói là tu vị đã đến viên mãn muốn thăng cấp ngũ phẩm hạ sau đó trốn ở rừng cây nhỏ phía bắc tận hai ngày cũng không biết là làm gì giọng nói của nàng chợt im bặt bởi vì bạch tiểu chiêu chợt cảm thấy nguyên khí trong cơ thể sôi trào như núi lửa phun trào tựa như vô số dung nham đang cuốn sạch lấy mỗi một ngóc ngách trong cơ thể nàng nguyên khí nóng bỏng này thậm chí còn lao thẳng vào đầu của nàng khiến thần hồn của nàng rơi vào trạng thái thất thần hỗn loạn trong cơ thể đau nhức cốt vị ngứa ngáy đến lạ Sở Hy Thanh nghe vậy thì cả kinh, ngưng thần quan sát lãnh sát na. Cái tên này đã lên cấp ngũ phẩm, căn bản là không nhìn ra, vừa mới thăng cấp mà chân nguyên và khí thức đã nội liếm như vậy, thật sự là cao thâm khó dò. Hắn hoảng sợ thì hoảng sợ, nhưng tay lại rất nhanh. Giơ tay lên một cái, liền lấy lại bốn tấm ngân phiếu một ngàn lạng về. Lãnh sát na không khỏi chập một tiếng, lời nói hàm chứa vẻ không cam lòng, ta bây giờ đã là ngũ phẩm, người cho rằng thực lực như vậy sẽ đáng giá bao nhiêu tiền sau này ngươi muốn thuê ta thì phải tăng giá, ít nhất phải bốn ngàn lượng một ngày. Sở Hy Thanh thì lại bật cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hiện tại, trừ một ít siêu thiên trụ cực kỳ mạnh mẽ ra, thì cũng không có quá bao nhiêu ngũ phẩm lọt vào mắt hắn. Sở Hy Thanh không tìm thấy lý do lại thuê lãnh sát na. Sau đó, hắn ôm ấp bạch tiểu chiêu, lại đeo chu lương thần đang ngủ mê mang lên người, chạy về phía bắc của bí cảnh thời gian. Núi băng huyền vũ ở phía bắc, tại vùng cực bắc của bí cảnh thời gian nhưng sở hy thanh mới đi được vài bước liền không thể không tự đánh mặt mình hắn nhớ đến một chuyện không thể không thả chu lương thần và bạch tiểu chiêu xuống lại ném bốn ngàn lượng trong tay cho lãnh sát na nếu như ta bị truyền tống đi người chăm sóc họ giúp ta hắn bắt đầu kết pháp ấn dùng ý niệm câu thông với thần linh lãnh sát na thấy thế thì ánh mắt hơi co lại cái tên này đang kết táng thiên chiến ấn thời gian đã trôi qua một tháng sở hy thanh lại có thể khởi xướng khiêu chiến lần nữa chỉ là không biết kẻ nào sẽ xui xẻo đây. Đối tượng sở hy thanh khiêu chiến, chính là kiếm thị phi của đô thiên thần cung. Có người nói đây là cao thủ có thực lực chỉ đứng sau huyền vô thượng, là hãng nhất thần tú thập kiệt kiếm. Nhưng mà đáng tiếc, 10 cái hô hấp sau, hắn nhận được tin tức đối phương đã từ chối. Tương ứng với đó chính là, thần ấn chiến phủ ở trên đỉnh đầu của sở hy thanh lại xuất hiện một ít hoa văn màu tím. Đây là thần ân của táng thiên đã gia tăng, mà thần táng thiên rất thích sở hy thanh nhục nhã đối thủ của hắn. Mà kiếm thị phi của đô thiên thần cung, chính là quyến giả của bạch đế tử. Bây giờ kiếm thị phi không dám chiến, hoàn toàn là sỉ nhục của kiếm thánh bạch đế tử. Khóe môi sở hy thanh giật giật, lòng thầm nói hạng nhất thần tú thập kiệt kiếm cũng chỉ đến thế. Sau đó, hắn lại bắt đầu thử từng cái một, đô thiên thần cung thác bạc trí, từ chối, dục giới đệ lục thiên chu nham, từ chối, quy nguyên kiếm phái nhân trung thủ, từ chối, quy nguyên kiếm phái hề bạch viên, từ chối, ma chiến lâu bách phi. Từ chối, hắn thử hơn 20 cái tên mà mình lấy được khi thẩm vấn, nhưng không có bất kỳ ai chấp nhận lời khiêu chiến của hắn. Sở Hy Thanh âm thầm cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra đã phí mất 4.000 lượng bạc này rồi. Hai ngày sau, đoàn người Sở Hy Thanh đã đi đến phía dưới núi băng huyền vũ. Chu Lương Thần bây giờ đã khôi phục binh thần, Bạch Tiểu Chiêu cũng từ từ thức tỉnh khi Sở Hy Thanh vừa đến núi băng. Sau khi tỉnh lại, Bạch Tiểu Chiêu vẫn có hơi không thích ứng. Thân thể của nàng bây giờ đã to hơn một vòng, hình dáng khá giống hồ ly, trên lưng mọc hai cái sừng hươu, mở rộng ra hai bên giống như cánh. Đó là một cái phong rác và một cái lôi rác, để cho nàng có thể khống chế lực lượng phong lôi trong phạm vi 100 trường. Thậm chí còn có thể câu thông với phong lôi trong thiên địa, ảnh hưởng đến thời tiết trong phạm vi 30 dặm. Khi gặp nguy hiểm, hai cái sừng hươu này còn có thể sinh ra đôi cánh phong lôi, hỗ trợ nàng phi hành. Đỉnh đầu của nàng còn có một chiếc sừng, nó cực kỳ sắc bén, có thể so sánh với thần binh lợi khí, trong đó hội tụ lực lượng thuần dương mạnh mẽ, có thể đánh ra dương viêm thần quang, uy lực cực mạnh. Bạch Tiểu Chiêu không những không vui mừng, trái lại còn hết sức ủ rũ. Sau khi lưng nàng có thêm hai cái sừng hưu, nàng không thể giúp vào trong ngực sở hy thanh nữa rồi, sau này cũng không thể đạp trên vai sở hy thanh. Mãi đến khi sở hy thanh đặt nàng lên đỉnh đầu mình, thì tâm trạng của Bạch Tiểu Chiêu mới khá hơn một chút, chuyển buồn thành vui. chương 961, trộm gà không được còn mất nắm gạo sát na kiếm lãnh sát na đi ở phía sau thì lại nhìn bạch tiểu chiêu với ánh mắt ngậm vài phần kinh dị. Thừa hoàng giả, ra phía tây, trạng thái như hồ, trên lưng có sừng. Ngày xưa, huyền hoàng thủy đế của nhân tộc chúng ta từng chiếm được, thừa chi thọ hai ngàn tuổi. Hắn ôm kiếm trước ngực, giọng nói hàm chứa hâm mộ, nói với sở hy thanh, linh sủng này của ngươi dùng thân bạch điêu trồn tuyết chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi mà đã thăng cấp huyết mạch thừa hoàng, ta đúng là chưa từng nghe nói qua. Khí vận của sư đệ thật sự khiến người ta than thở. Ngươi mang nàng theo bên người, sau này sống đến ba ngàn tuổi là không có vấn đề. Phó tu nhất phẩm có tuổi thọ 800 năm, thừa hoàng có thể tăng thêm hai ngàn năm, chính là hai nghìn tám trăm năm. Sở Hy Thanh lại cười nhạo một tiếng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi, cưỡi lên thừa hoàng liền có thể sống thêm hai năm. Vậy mà ngươi cũng tin, thật ra tối ngày hôm qua, hắn nhân lúc tiểu điêu ngủ say, chu lương thần ra ngoài kiếm đồ ăn, thì đã vụng trộm leo lên người tiểu chiêu. Hắn chỉ đơn giản là tò mò thôi ngồi lên người tiểu chiêu, thật sự có thể gia tăng tuổi thọ sao? Nhưng mà cũng không có phản ứng gì, sở hy thanh cũng không cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên, chứng tỏ truyền thuyết đều là giả. Giọng nói của lãnh sát na lại càng quái dị hơn, người cho rằng sách cổ viết là cưới, chính là cưới như bình thường sao? Theo truyền thuyết, huyền hoàng thủy đệ ngự nữ ba ngàn, nhờ đó đánh vỡ giới hạn người và thân, phi thăng thành tiên. Bạch tiểu chiêu nghe vậy thì cũng không có phản ứng gì. Dù sao nàng cũng là thú, sinh trưởng ở trong rừng, nên cũng không quá mẫn cảm với mấy chuyện này bạch tiểu chiêu thậm chí còn không hiểu lãnh sát na đang nói đến cái gì sắc mặt sở hy thanh thì lại đen xì câm miệng huyền hoàng thủy đê ngựa nữ phi thăng chỉ là một truyền thuyết quả nửa là do hợp hoan tông ảo tưởng ra chuyện của mấy chục vạn năm trước rồi ai biết thật hay giả hắn nữa bạch tiểu chiêu là muội muội của hắn từng hút máu vú hắn coi hắn như cha sau đó sở hy thanh lại vỗ vỗ đầu bạch tiểu chiêu yêu tộc các ngươi có rất nhiều thuật biến hóa ngay cả thân thể nhân tộc mà còn có thể biến chứng tỏ ngươi có thể thu hồi đôi cánh sừng này vấn đề này không khó chờ trở, trở về vô tướng thần sơn ta sẽ tìm một môn cho ngươi đúng lúc này lãnh sát na lại ngắt lời luôn khó huyết mạch càng tinh khiết thì càng khó biến hóa hình thể hình thể của chúng nó đều phù hợp với thiên điều đạo quy thậm chí hình thái của bản thân nó chính là do các loại thiên điều đạo quy tập hợp lại mà thành cái này có thể làm cho chúng nó có thần thông và sức mạnh to lớn không gì sánh kịp lại rất khó trái với thiên điều đạo quy mà chuyển hóa hình thể trừ phi có một ngày chúng nó có thể khống chế thiên điều đạo quy của bản thân như mạnh trương thần quân lăng quang thần quân sau khi nghe xong vành mắt bạch tiểu chiêu lại đỏ lên nàng cũng biết điều này là rất xa xôi sở hy thanh thì lại một tay đè đao hít mắt nhìn lãnh sát na người nói nữa thử xem lãnh sát na liền nở nụ cười rồi ngậm miệng không nói cái tên trước mắt hắn có đao pháp siêu tuyệt Hai ngày trước còn làm cho các thiếu niên anh kiệt cấp siêu thiên kiêu và thiên trụ phải treo biển miễn chiến, không dám tranh phong chính diện. Lãnh sát na cũng không muốn dây với tên này, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hy Thanh chính là tồn tại vô địch trong bí cảnh này, một người một đao liền có thể quét ngang tất cả. Trước khi vào tầng 3 của bí cảnh, có lẽ không có ai là đối thủ của hắn. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn đỉnh núi Băng Huyền Vũ. Núi Băng Huyền Vũ và núi Hỏa Đầu cũng không khác gì nhau, cả hai đều có hình dạng như đầu người không giống nhau ở chỗ, toàn bộ ngọn núi này đều bị bao trùm bởi hàn băng. Ngoài ra, rừng rậm cây cối ở chung quanh đây lại cực kỳ rậm rạp, hơn nữa đều là đại thụ cao đến 80 trượng trở lên. Không giống như núi hỏa đầu, rừng cây chung quanh đều rất lưa thưa. Sở Hy Thanh sửa sang lại chín bước chân ý đồ ở sau lưng, lại để bạch tiểu chiêu ở trên đầu mình xuống, các người chờ ta ở chân núi, trước khi nhận được tín hiệu của ta thì không được phép tiến lên. Tuyệt đối không thể tự ý hành động, Chu lương thần nghe vậy thì sững sờ, lời nói hàm chứa vẻ khó hiểu, chu thường, đây là vì sao? Ta nghe nói trên núi băng huyền vũ có một con huyền vũ quy xà, sức chiến đấu của nó không thấp hơn con đằng xà kia. Sở Hy Thanh lại lắc đầu nói, các ngươi đi lên thì có thể giúp đỡ được cái gì? Lần này không giống như lần ở núi hỏa đầu, ta bây giờ đã có một ý tưởng, nhưng tiền đề là các ngươi không thể ở bên cạnh ta. Yên tâm, ta có thể mời hành thiên thánh kiếm, tự vệ là không có vấn đề. Trường 962, trộm gà không được còn mất nắm gạo hai chu lương thần yên lặng không nói gì sau đó lại buồn bực mà gãi đầu hắn biết mình bị sở hy thanh coi là trói buộc điều này làm cho nội tâm hắn thấy hơi khó chịu lúc này sở hy thanh lại ngậm lấy vài phần không cam lòng lãnh sư huynh lúc ta không có mặt nhờ người chăm nom bọn họ giúp ta bốn ngàn lượng một ngày chúng ta sẽ thanh toán sau chu lương thần lập tức nhíu chặt lông mày lòng thầm nói mình nào cần chăm nom mình thân là đạo thị không giúp được gì thì cũng thôi giờ lại còn để chủ thượng bỏ tiền ra để nhờ người trông nom bọn họ, đây là đạo lý gì? Nhưng trước khi hắn mở miệng nói chuyện, Sở Hy Thanh đã vỗ hai cánh bạch hổ, bay nhanh lên đỉnh núi băng huyền vũ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Lúc này, trong mắt lãnh sát na cũng hiện ra vài phần trần chờ và buồn dầu Sở Hy Thanh để hắn chăm sóc Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu, chỉ sợ cũng có ý kiềm chế hắn. Lãnh sát na lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn một người một thú bên cạnh, xem ra chúng ta phải ở dưới chân núi này một thời gian rồi. Theo lãnh mỗ thì tốt nhất là tìm một nơi bí mật và an toàn để ẩn nấp, các người có ý nghĩ gì không? Chu lương thần thì lại hừ một tiếng, hắn không nói gì mà xoay người đi về phía một cây đại thụ ở góc nam. Hắn không muốn được lãnh sát na trông nom, cũng không muốn phản ứng tên có dáng vẻ khả nghi này. Chu lương thần đã nhìn chúng một cây huyết tùng, chuẩn bị dựng một cái nhà gỗ tạm thời. Đúng lúc này, toàn bộ vòng trời đều hiện ra ánh sáng đỏ không bình thường. Còn có rất nhiều những quang điểm lấm ta lấm tấm màu máu, tựa như những ngôi sao máu đang chiếu rọi trên trời mây. Lãnh sát na cũng hít mắt lại, sau đó lạnh như băng nói, là thời gian huyết thạch, thời gian, huyết liệp, sắp bắt đầu rồi. Những điểm sáng màu đỏ ngòm ở trên bầu trời kia, chính là thời gian huyết thạch. Đó là ánh sáng của thời gian huyết thạch chiếu rọi chân trời tạo thành. Vô tướng thần tông dùng thời không mật thạch để mở bí cảnh thời gian, những tông môn nắm giữ đường hầm kia cũng có thể sử dụng thời không mật thạch để vụng trộm tiến vào bí cảnh. Sau khi những thời không mật thạch này bị đánh vào bí cảnh, nó sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ, tán loạn bên trong tầng thứ nhất của bí cảnh thời gian. Sau khoảng 2 tháng, những mảnh vỡ của thời không mật thạch này sẽ hấp thu đủ máu cổ thần, hóa thành thời gian huyết thạch. Đây chính là chìa khóa để vào tầng thứ hai của bí cảnh thời gian. Vì vậy, người tiến vào bí cảnh phải tìm kiếm ít nhất 12 viên thời gian huyết thạch to bằng đầu đầu ngón tay, mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Mà quá trình tranh cướp thời gian huyết thạch, gọi là huyết liệp. Lần bí cảnh này, các nhà hiến tế cho rất nhiều thời không mật thạch cho vị cổ thần kia, dự tính phải có 8 viên trở lên, đủ để hóa thành 25.000 viên thời gian huyết thạch. Tuy nhiên, tương ứng với đó là người trong bí cảnh cũng nhiều hơn, ước chừng tầm 3.200 người. Lãnh sát na có linh cảm, trận huyết liệp này sẽ cực kỳ tàn khốc và kịch liệt. Khi ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời, sở hy thanh đã đến sườn núi, đứng trước một miệng hang rộng lớn có hình dáng tựa như miệng người. Địa hình nơi này giống hết với núi hỏa đầu, trên núi cũng có thất khiếu. Sở Hy Thanh bước vào miệng hang thì chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Nói đến cũng lạ, phạm vi mấy dặm quanh tòa núi băng huyền vũ này cực kỳ lạnh lẽo, nước đóng thành băng. Bên trong hang động này lại rất ấm áp, bên trong có có rất nhiều rêu, cây dương sỉ và các loại nấm, còn có rất nhiều sâu rắn chuột ở trong này. Sở Hy Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ bia đá ở trong núi hỏa đầu ẩn chứa lực lượng của tử. Mà bia đá ở núi băng huyền vũ này, hẳn là đại diện cho, sinh, hàm chứa lực lượng vạn vật sinh sôi. Lúc này, sở hy thanh lại suy tư nhìn về phía ngoài hang động. Tâm thần của hắn hơi đau nhói, đây là phản ứng của thái thượng thông thần mỗi khi dự báo được nguy hiểm, đang cảnh báo cho hắn biết trước. Nhưng báo động này cũng không quá mãnh liệt, sở hy thanh đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ. Hắn tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhớ đó để tìm đầu nguồn của nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn cũng đang thôi diễn kế hoạch của mình, xem xem nó có sơ hở chí mạng nào không. Cuối cùng, sở hy thanh kiên định bước về phía trước, đi vào nơi sâu xa bên trong hang động. Hành trình đến núi băng này, thiếu sót duy nhất của hắn chính là không thể quét được thiên phú quang âm thuấn ảnh chi thân cửu dai. Tuy nhiên, sở hy thanh lại có niềm vui bất ngờ khác. Khi hắn liên tục khiêu chiến hơn 20 người, lại liên tục bị từ chối xong, thì thiên phú táng thiên của hắn đã tăng lên cấp 7 chương 963, trộm gà không được còn mất nắm gạo ba. Sở Hy Thanh lại được tăng cường gấp 3 lần sức chịu đựng, gấp đôi sức mạnh, gấp đôi lực kháng đả kích. Thật ra những thứ này đều không quan trọng, mấu chốt là chảm thần chi lực của hắn càng mạnh hơn, có thể giúp hắn loại bỏ bí pháp thời gian. Cái này tuy không bằng quang âm thuấn ảnh chi thân cửu dai, nhưng cũng đã đạt đến yêu cầu của hắn. Mà tuy rằng không thể nói toàn bộ kế hoạch của Sở Hy Thanh không có sơ hở nào, không tỷ lệ thất bại là cực nhỏ, hơn nữa, chắc chắn sẽ không vì người bên ngoài can thiệp vào mà thất bại trong gang tắc. Sở Hy Thanh bay lên không, xuyên qua một hành lang rất dài. Hắn đã thu hồi hai cánh bạch hổ. Sau khi tu vị tiến vào lục phẩm hạ, mị ảnh vân tung lên tầng thứ 9, hắn đã có thể phi hành trong thời gian ngắn, chỉ là tốc độ không quá nhanh. Thêm vào hai cánh bạch hổ, quả thực là như hổ thêm cánh. Nhưng hoàn cảnh trong hang động này, không tiện để dùng cánh. Nơi này mang đến cho hắn một loại cảm giác không tốt, các loại sâu rắn chuột dày đặc mà đa dạng. May là sau khi đến gần lòng núi, nhiệt độ trong hang nhanh chóng hạ xuống, đám rắn giết côn trùng và rêu kia đều không sống được trong này. Trong lòng núi núi băng huyền vũ là trống rỗng, nơi này có một cây huyết tùng khổng lồ, hình thể của nó chỉ đứng sau tham thiên thụ, cao đến tận 160 trượng. Nhưng cái cây này đang nằm trong trạng thái bị đóng băng, nó bị phong trong một khối băng cực lớn. Cây huyết tùng này vẫn có sinh cơ bừng bừng, vỏ cây và lá cây ở bên trong đều đỏ sẫm như máu. Trên đỉnh khối băng chính là con huyền vũ quy sạc kia. Nó dài khoảng 50 trượng, rộng khoảng 30 trượng, thân rùa, còn có một cái đuôi rắn dài 50 trượng. Toàn bộ thân thể nằm nhoài trên khối băng khổng lồ kia, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Nhưng đuôi rắn của nó vẫn đang không ngừng đung đưa. Khi sở hy thanh nhìn kỹ, phát hiện nơi cuối cùng của đuôi rắn còn có một cái đầu rắn. Nó cảnh giác nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn phun ra nuốt vào chiếc lưỡi rắn dựa theo suy đoán của những đệ tử cũ con huyền vũ quy xà này tuyệt đối không phải vật tự nhiên mà là đồ vật do một vị vu thần cổ đại tạo hóa thành nó là á loại của thần thú huyền vũ huyết mạch rất gần với huyền vũ nhưng không phải là huyền vũ chân chính sức chiến đấu của nó rất mạnh thậm chí còn vượt qua còn đằng xà ở núi hỏa đầu tuy nhiên tính tình của con huyền vũ quy xà này rất ôn hòa và lười biếng nó thậm chí còn cho phép người khác ra vào lòng núi băng huyền vũ chỉ cần bọn họ không đến gần phạm vi 30 trượng quanh cây huyết tùng đóng băng kia, thì huyền vũ quy xà sẽ không để ý đến. Sở Hy Thanh ngóng nhìn đầu huyền vũ quy xà kia một lát, sau đó lại ngưng thần quan sát hoàn cảnh bốn khó, rồi dứt khoát bay lên trời. Sở Hy Thanh không biết chính là, bên trong một hang động nhân tạo ở trong lòng núi băng huyền vũ bây giờ, có người đang dùng bí pháp để quan sát hắn. Quả nhiên là đến rồi, đây là một vị thuật sư tu vị ngũ phẩm hạ, hai tay hắn bắt linh quyết, thông qua trận pháp để quan sát mọi hành vi của sở hy thanh. Thuật sư ngưng thần quan sát, trong mắt hiện ra ý cảnh giác, hình như tu vị của hắn đã tăng lên rồi. Sở hy thanh ở thất phẩm thượng đã có thể chém giết huyền vô thượng, quét ngang vô địch. Như vậy sở hy thanh tiến vào lục phẩm hạ sẽ có sức chiến đấu mạnh thế nào? Trong đáy mắt của kiếm thị phi cũng hiện lên một tia kiêng kỵ, trên mặt lại bình tĩnh thong dong không sao cả. Lần này chúng ta không chém giết chính diện với hắn, mà là mượn huyền vũ quy sạc kia. Ngươi chỉ cần che giấu chân nguyên khí cơ của chúng ta, không để cho hắn phát hiện, cũng không thể bị nhai tí đao ý của hắn cảm ứng được, đặc biệt là hai cự nhân dạ lang tộc kia, nhất định không thể để cho hắn phát hiện bọn họ. Phía sau hắn có 17 người, bao quát cả vân thiên ca ở trong đó. Những thiếu niên thiên kiêu này đều là tay đè đao kiếm, trong mắt chứa chờ mong, toàn thân đều lộ ra sát ý. Hai ngày trước, bọn họ bị sở hy thanh ép phải từ chối chiến đấu. Đây không chỉ là sự sỉ nhục của bọn họ, mà còn làm cho bọn họ tổn thất thần ân. Chỉ cần sở hy thanh còn sống ở trong bí cảnh này, đó chính là uy hiếp chí mạng của bọn họ. Một người trong đó trợn trừng mắt như chuông đồng, nói kiếm thị phi, đao pháp của sở hy thanh này đúng là đại họa của chúng ta, không thể không trừ khử. Nhưng người có quá đề cao hắn rồi không? Nơi này nhiều ngũ phẩm như vậy, chỉ cần vây giết hắn là được, cần gì phải mạo hiểm mà mai phục ở đây. Sức chiến đấu của huyền vũ quy xà rất kinh khủng, Sở Hy Thanh quả thật là không có sức đánh trả khi ở trước mặt nó. Nhưng con á thần thú có thực lực mạnh mẽ này cũng là tồn tại không thể địch nổi đối với bọn họ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, đó chính là tao ương ngập đầu. Chương 964, trộm gà không được còn mất nắm gạo 4. Kiếm thị phi thì mặt không biến sắc, nói, lời Yến huynh rất có lý, nhưng nếu như ta để cho ngươi đối kháng chính diện với Sở Hy Thanh, để ngươi hy sinh tính mạng vì giết chết người này, vậy ngươi có tình nguyện không? nam tử kia tên là yến bắc phi là đệ tử thần diếm cung của ma môn hắn nghe vậy thì hơi cứng lại yên lặng không nói gì sở hy thanh là không thể không trừ nhưng vì thế mà bỏ mạng của mình vậy thì không cần thiết không chỉ ngươi không muốn mà tất cả mọi người ở đây đều không muốn kiếm mỗ cũng không ngoại lệ kiếm thị phi khẽ mỉm cười trong đáy mắt lóe lên một tia trào phúng vì vậy mai phục ở núi băng huyền vũ chính là phương án thích hợp nhất dù là có hơi nguy hiểm nhưng không cần phải để ý đến lòng người mà ngay một cái chớp mắt tiếp theo kiếm thị phi bỗng nhiên a à, một tiếng ngưng thần nhìn về phía trước bọn họ nhìn thấy sở hy thanh lại trực tiếp nhảy lên trên tảng băng kia đi đến trước huyền vũ quy xà tất cả mọi người trong hang động đều vì thế mà kinh ngạc bọn họ hai mặt nhìn nhau trong đầu đều có một ý nghĩ sở hy thanh này thực sự là can đảm nhưng mà hắn muốn tìm cái chết sao với thực lực của con huyền vũ quy xà kia, chỉ cần nó thức tỉnh thì chớp mắt một cái cũng đủ đóng băng sở hy thanh rồi. Tay cầm kiếm của kiếm thị phi hơi run lên, xin chư vị ngưng thần chú ý. Chuyện mà bọn họ phải làm, chính là ngăn cản sở hy thanh ở trong lòng núi băng, không để cho hắn chạy trốn. Hai mắt vân thiên ca đỏ bừng, hiện ra vẻ hận thù mãnh liệt. Hắn cũng nắm chặt một viên tử kim đạo phù ở trong tay áo. Muốn ngăn cản sở hy thanh bỏ chạy, nhất định phải chú ý đến năm cái thánh khí chấn tông là vô tướng thiên ấn, thần vọng kiếm, quân thiên thánh kiếm, hành thiên thánh kiếm và chu lục thần đao. Sở hy thanh thân là huyết nhai dự bị, nhất định có thể mời năm cái thánh khi chấn tông này. Lúc này, sở hy thanh đang đứng trên tảng băng khổng lồ kia, hắn đứng ở cách huyền vũ quy xà khoảng 5 trượng, rồi nhìn nhau với nó. Ban đầu, cái đầu rắn ở đuôi kia liền phát hiện ra hắn, sau đó cái đầu rùa cực lớn kia cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thiếu niên nhân loại ở phía trước. Nó lập tức trợn trừng mắt lên, như là không thể tin nổi, sau đó nó liền sinh lòng tức giận nó xưa nay đều chưa từng nhìn thấy nhân loại nào phách lối như vậy lại dám đứng ở trước mắt nó thái độ còn thản nhiên bình tĩnh ung dung tự đắc như vậy huyền vũ quy xà lập tức thức tỉnh hàn lực liền quét ngang bốn phía làm cho nhiệt độ trong lòng núi bắt đầu giảm xuống vô số hơi nước từ bốn phương tám hướng được huyền vũ quy xà ngưng tụ lại đây để nó sử dụng nhưng muốn giải quyết thiếu niên nhân loại này thì không cần khó khăn như vậy nó chỉ cần phun một cái là có thể đóng băng tên này sở hy thanh cũng cảm giác được bên ngoài cơ thể đang kết thành một tầng xương lạnh hàn lực vô cùng vô tận đang xâm nhập vào cơ thể hắn hắn vẫn không hoang mang một mặt dùng lực lượng lôi đình và thuần dương trong cơ thể để hóa giải khí lạnh một mặt lại lấy cuốn sách ở phía sau lưng ra rồi lập tức mở ra đồ án trên sách vừa đập vào mắt sở hy thanh đã nhìn thấy rõ huyền ý chất chứa trong đó cùng lúc đó tâm linh của hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn sở hy thanh không chút do dự lập tức hòa vô cực chảm vào trong thân pháp, thân hình như xương như khói mà bay về phía sau, lùi ra xa hơn 70 trường. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy hai tiếng giống đầy tức giận ở phía sau lưng. Sở Hy Thanh, người chết cho ta. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy vách đá phía sau bỗng nhiên sụp đổ. Hai thân thể khổng lồ hình người lao ra từ trong vách đá. Một cái trong đó cao khoảng 5 trượng, toàn thân đều là bắp thịt cứng rắn như nham thạch, da thịt lại có rất nhiều vết cháy một phần trong đó thậm chí đã tiếp cận thối giữa. Một cái khác cao khoảng ba trượng, cầm một pháp trượng đầu rắn. Sau đó, Sở Hy Thanh phát hiện không chỉ là hai người này, mà còn có 19 vị thiếu niên có diện mạo khác nhau, cao thấp khác nhau, tất cả đều lao ra từ trong một cái hang động. Bọn họ dùng thế xét đánh không kịp bưng tai, kết thành hai tòa trận pháp ở trong lòng núi, phong tỏa trên trời dưới đất. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, liền sừng sốt, cửu thiên thập địa, thập cửu thần ma những người này thật sự là quá khoa trương mà lúc này thiên hộ liệt linh của dạ lang tộc đã xung kích đến sau lưng sở hy thanh thanh phủ của hắn bay lên phong tỏa tất cả đường lui của sở hy thanh liệt linh đã có quyết tâm kéo sở hy thanh chết cùng mặc kệ huyền vũ quy xà kia có đóng băng mình hay không dù thế nào thì hắn cũng phải giết chết huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông dùng mạng của người này để an ủi các huynh đệ trên trời cũng trừ khử một mầm họa lớn cho dạ lang tộc bọn họ chương 965, trộm gà không được còn mất nắm gạo năm. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy sở hy thanh không chỉ không hoang mang, trái lại trong mắt còn hiện lên một tia đồng tình và giảo hoạt. Liệt Linh không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ người này không biết mình đã rơi vào đường chết sao? Đúng lúc này, Liệt Linh lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô cùng vô tận sinh sôi và lan tràn trong cơ thể. Luồng lạnh lẽo này không đến từ huyền vũ quy xa, mà đến từ nơi sâu xa trong tâm linh của hắn đến từ chính thời gian và không gian ở xung quanh. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy thái sơ thần ấn của thái sơ huyền nữ ở trên đỉnh đầu sở hy thanh kia bỗng nhiên nhanh chóng chuyển sang màu tím. Con người của liệt linh lập tức co rút lại, lòng thầm nói, lẽ nào người này bố trí cảm bẫy ở đây? Đầu huyền vũ quy xà kia cũng đã cảm ứng được lạnh lẽo từ nửa cái hô hấp trước. Nó đã không quan tâm đến sở hy thanh nữa, cảm giác nguy hiểm đến cực hạn này, khiến cho huyền vũ quy xà phát ra tiếng gầm giận dữ, không tiếc bất cứ giá nào mà tỉnh lại tất cả lực lượng, tất cả tiềm năng trong cơ thể mình. Theo huyền vũ quy xà chống chân phải xuống mặt đất, thuẫn băng vô cùng vô tận liền hiện ra ở quanh người nó. Một cái chớp mắt tiếp theo, những cái thuẫn băng này đều bị nứt toác và cắt ra. Tổng cộng 3 cái thời thương, không chỉ cắt đám thuẫn băng này ra, mà còn cắt vào trong cơ thể huyền vũ quy xà, khiến cho ngực của nó xuất hiện một vết thương hình lục giác, đồng thời còn chảy rất nhiều máu. Huyền vũ quy xà chịu đựng đau đớn, giận dữ đến mức phát rồi nó lại giống lên một tiếng khí lạnh vô cùng vô tận tràn ra ngoài cơ thể khiến cho tất cả mọi thứ đều bị đóng băng hai mắt của nó và đôi mắt rắn ở phía sau thì bắn ra huyền minh thần quang màu băng lam quét trái quét phải tấn công ba con trúc cầu đang trốn trong hư không kia tuy nhiên đòn huyền minh thần quang của huyền vũ quy xà là vô ích nó không thể bắn trúng trúc cầu nhưng lại bắn trúng thập cửu thần ma thiên địa tử mấu trận kia trong đó có hai vị thiếu niên không né tránh kịp bị huyền minh thần quang màu băng lam kia đóng băng tại chỗ lúc này hai mắt sở hy thanh lại sáng lên hắn không có tính toán nhầm lực lượng của con huyền vũ quy xà này quả nhiên có thể đóng băng thời gian ở một mức độ nào đó có thể trì hoàn trúc cầu và thời thương nhưng mà thế vẫn chưa đủ sở hy thanh tiếp tục duy trì vô cực chảm khiến cho ba con trúc cầu và huyền vũ quy xà đều không thể nắm giữ được bóng người của hắn đồng thời hắn thi triển thân pháp đi đến phía trên trong của huyền vũ quy xà tiếp tục xem tấm chân ý đổ đến từ vảy cá lỏa lý kia Cùng thời gian đó, đạo nhất điện trên vô tướng thần Sơn. Tòa đại điện vốn chỉ rộng hơn 30 triệu này, bỗng trở nên cực kỳ rộng lớn. Mấy người lý trường sinh ngồi đàng hoàng bên trong điện, lại tựa như đang đưa thân vào tinh không vô tận. Mấy trăm vòng tròn màu trắng bạc được khảm, thần huyết nguyên tinh, và thần tinh thạch đang chậm rãi xoay tròn, tuần hoàn. Đám thần huyết nguyên tinh và thần tinh thạch kia đều hiện lên linh quang màu xanh, tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Tại vòng tròn trung ương của những ngôi sao này, có một khối tinh thạch màu xám đen to bằng trái tim người trưởng thành đang trôi nổi. Đó chính là một bộ phận nguyên hạch của bí cảnh thời gian. Nó là thứ mà tông chủ đời thứ năm đã mang về từ trong bí cảnh thời gian. Vị tông chủ này tiến vào bí cảnh lúc 17 tuổi, quét ngang và áp chế tất cả cường giả trong cùng thế hệ tại bí cảnh. Do đó đã mang thứ này về, khiến cho vô tướng thần tông nắm giữ đường hầm quan trọng nhất của bí cảnh thời gian. Mọi người nơi này lấy lý trường sinh cầm đầu, bọn họ đang thôi phát trận pháp bên trong đạo nhất điện để quan sát cảnh tượng bên trong bí cảnh thời gian. Trước kia, chỉ có một mình Lý Trường Sinh có thể quan sát, hiện giờ thì tất cả mọi người trong điện đều có thể dò ngó cảnh tượng bên trong bí cảnh. Thời điểm này, tất cả mọi người ở trong điện đều là vẻ mặt quái dị, bao quát cả Lý Trường Sinh cũng vậy. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để trợ giúp và cứu viện Sở Hy Thanh. Nhưng mà từ tình hình bên trong bí cảnh đến xem, Sở Hy Thanh quả thật là thành thạo điêu luyện. Mượn sức mạnh của huyền Vũ Quy Sa để chống lại ba con trúc cầu sao xem ra tên tiểu tử này cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu. Đại trưởng lão Vương Bạch Mi vuốt tròm dâu, trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức. Lâu rồi hắn không thấy một hậu bối nhanh trí và thú vị như vậy. Lúc trước, hắn thấy Sở Hy Thanh một thân một mình tiến vào cạm bẫy của mấy người kiếm thị phi, lại còn khiêu khích huyền vũ quy xà thì vẫn luôn nhíu chặt lông mày. Vị huyết nhai thánh truyền này có thiên phú rất cao, nhưng làm việc lại quá lỗ mãng. Nhưng bây giờ xem ra, người ta rõ ràng là có tính toán và tự tin cũng là một bụng đầy ý xấu giống một số người trong tông môn. chương 966 Thiên Quang Tạ Ảnh, hắn muốn mượn lực lượng hàn băng của huyền Vũ Quy Xà để trì hoãn tốc độ của thời thương. Vương Bạch Mi hít mắt, chẳng lẽ hắn muốn dùng thần phong minh kính đao để phản xạ thời thương? Có thể thành công sao? Thời thương này là chúc cầu mượn lực lượng từ chỗ của cổ thần Trúc Quang Âm. Đại trưởng lão ngựa đường Yến Quy Lai gõ gõ tay vịn, ánh mắt suy tư vẫn có khả năng. Ba con trúc cầu này chỉ có cảnh giới tứ phẩm, chúng nó đều không thể khống chế thời thương tiền đề là có thể hạ thấp tốc độ của trúc cầu và thời thương xuống một trình độ nhất định ngoài ra tốc độ và lực phản ứng của sở hy thanh cũng phải đuổi kịp ba con trúc cầu kia trúc cầu có thể mượn lực vậy sở hy thanh cũng có thể mượn năm cái thánh khí của tông môn mặc cho hắn chọn vẻ mặt của đại trưởng lão hát thu phong khá là sung sướng ta cảm thấy khá là hứng thú với môn bí pháp vừa rồi của hắn ba con trúc cầu tứ phẩm kia lại không thể dự đoán được vị trí chân chính của hắn Thật ra không phải là không thể dự đoán, mà là không thể dự đoán được ngay. Bọn nó thường phải mất đến một phần ba sát na thì mới có thể khóa được bóng người sở hy thanh. Sát na bằng đơn vị thời gian cực ngắn trong Phật học, khoảng 0,013 giây. Nhưng một phần ba sát na này lại đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Cái gọi là một niệm 96 sát na, một sát na gồm 900 lần sinh diệt. Một phần ba cái sát na cũng là 300 lần sinh diệt, 300 sinh mệnh sinh ra và biến mất. Con huyền vũ quy xà cấp độ tam phẩm kia, đúng là đã phá giải bí pháp của sở hy thanh nhanh hơn ba con trúc cầu. Nhưng tốc độ của băng pháp của con huyền vũ quy xà này kém hơn thời thương của trúc cầu rất nhiều. Huống hồ nó có phá giải nhanh hơn thì cũng không làm nên chuyện gì. Những thời thương kia đang nhằn nhịt khắp nơi trong lòng núi, cắt chém tất cả mọi thứ. Hắc Thu Phong là đại trưởng lão nắm giữ tài vụ của Tông Môn, vì thế mà hắn không thể không vui mừng. Vì tòa trận pháp bên trong đạo nhất điện này, thuật sư viện đã lấy 1.200 vạn lượng vàng. Một khi bọn họ phát động trận pháp, cưỡng ép can thiệp vào bí cảnh, vậy một nửa thần huyết nguyên tinh và tinh thần thạch trong đạo nhất điện sẽ phải báo hỏng. Nhưng bây giờ xem ra, vị huyết nhai thánh truyền này là một đệ tử có thể tiết kiệm tiền cho tông môn. Đúng là lợi hại, bí pháp này hẳn là dựa vào bạch mã phi mã để nghiên cứu ra, dung hợp với áo nghĩa của vô tướng công, nhớ đó mà sáng tạo ra cái mới đại trưởng lão ngựa đường yến quy lai là người trẻ nhất trong tất cả đại trưởng lão ở đây nhưng sức chiến đấu của vị này có thể nằm trong năm vị đầu trong số tất cả đại trưởng lão nhị phẩm của vô tướng thần tông hắn chỉ liếc mắt là đã nhìn ra nền tảng của vô cực chảm trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc sở hy thanh không thể sáng tạo ra loại bí pháp này mới đúng chỉ có bá võ vương tần mộc ca và gia chủ trước của kinh tây sở thị mới có năng lực thôi diễn từ vô tướng đến vô cực sau đó yến quy lai cũng không suy nghĩ nhiều mở to đôi mắt như chuông đồng, nói, nhưng có thể thành công hay không, vậy phải xem nhai tí đao ý và thần phong minh kính đao của hắn thế nào. Thần sắc lý trường sinh lại lạnh lẽo, không nói một lời. Hắn trợn đôi mắt đậu xanh, tập trung toàn bộ tinh thần để quan sát cảnh tượng bên trong bí cảnh. Tình thế trong núi băng huyền vụ biến đổi trong nháy mắt, tuy sở hy thanh đã có kế sách phá cục, nhưng vẫn nằm trong hoàn cảnh rất nguy hiểm. Một khi sơ sẩy là có thể dẫn đến tai ương ngập đầu. Lý Trường Sinh nhất định phải tập trung tinh thần, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sự chú ý của mọi người trong đạo nhất điện cũng bị hấp dẫn bởi trận chiến trong núi băng. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nói một câu nào về mấy người Kiếm thị phi, Vân Thiên Ca và Liệt Linh, thậm chí còn không thèm quan tâm. Mấy đứa bé xui xẻo này, hành động mai phục ở núi băng Huyền Vũ quả thật là là quyết định ngu xuẩn nhất của bọn họ trong cuộc đời này. Vân Thiên Ca đang cực kỳ hối hận, kế hoạch của Kiếm thị phi là cực kỳ hoàn mỹ, mười mấy vị ngũ phẩm cấp siêu thiên kiêu cộng thêm hai vị cao thủ dạ lang tộc, đã có thể áp chế sở hy thanh. Mượn huyền vũ quy xa, bọn họ còn có thể ép sở hy thanh vào chỗ chết mà không cần phải trả giá quá đắt. Vân Thiên Ca không tìm thấy bất kỳ sơ hở nào ở trong kế hoạch này, cho nên mới đáp ứng kiếm thị phi. Hắn không ngờ sở hy thanh lại còn có một chiêu như vậy. Huyền vũ quy xà đang nằm trong trạng thái điên cuồng, nó nổi giận đến gần như mất lý trí. Chương 967, Thiên Quang Tạ Ảnh 2 Bốn đạo huyền minh thần quang của huyền vũ quy xà kia đã hoàn toàn mất quy luật, quét ngang chiếu dọi lung tung. Uy lực của thần quang này rất mạnh, chỉ cần sượt qua người là sẽ bị đóng băng ngay. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bốn đồng bạn của Vân Thiên Ca đã bị đóng băng tại chỗ. Đường đường là siêu thiên kiêu, là cao thủ ngũ phẩm có tiền đồ rộng lớn, giờ lại ngã xuống ở chỗ này như vậy. Vị tế ti dạ lang tộc kia cũng đã chết, hắn là thuật sư của dạ lang tộc, thân pháp vốn kém hơn võ tu rất nhiều tên sở hy thanh kia quả thực là ác độc đến chân mưng ngủ. Hắn lắc mình đến trước người hai tên dạ lang tộc để liếc mắt nhìn chân ý đồ, lập tức có ba cái thời thương chém về phía đó. Thiên hộ liệt linh của dạ lang tộc tránh được, nhưng vị thế thi kia thì lại không tránh được, đã bị thời thương chém thành sáu miếng thịt. Nội tâm vân thiên ca lạnh lẽo vì sợ hãi, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tất cả bọn họ sẽ bị dư âm của cuộc chiến này đưa vào hoàng tuyền địa phủ. Chư vị, chúng ta nhất định phải hạn chế thân pháp của hắn. Chỉ cần sở hy thanh dừng lại, hắn chắc chắn phải chết. Cái này rất khó, sở hy thanh đang thi triển một môn bí pháp rất thần kỳ, bọn họ hoàn toàn không có cách nào bắt giữ phương vị của hắn. Nếu như nói ba chúc cầu mất một phần ba sát na để phân biệt ra chân thân của sở hy thanh. Nhưng dù có cho bọn họ hai sát na thì vẫn không làm được. Mọi người chỉ tránh né huyền minh thần quang. Chống đỡ khí lạnh ngập trời kia mà đã rất vất vả rồi, nào có tinh thần đi phân biệt phương vị của sở hy thanh. Nhưng dù khó thì cũng phải làm. Nội tâm Vân Thiên Ca chợt lặng lẽ, hắn quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt sững sờ, người đâu, người đâu hết rồi, bọn họ có 19 người, chết 4 người, còn lại 15 người. Nhưng giờ chỉ còn một nửa là ở đây, kẻ cầm đầu kiếm thị phi đã biến mất tâm. Vân Thiên Ca quét mắt nhìn bốn phía, rốt cuộc cũng tìm thấy kiếm thị phi. Vị thiếu niên thiên kiêu khí chất xuất trần này đang vừa tránh né huyền minh thần quang, vừa bỏ chạy về phía trên đỉnh núi. Còn có mấy bóng người đang chạy theo sau kiếm thị phi đám tạp chủng này, bỏ chạy mà cũng không nói một tiếng. Vân Thiên ca cực kỳ uất ức và tức giận, nhưng vẫn không do dự, dứt khoát trốn vào hang động trong sườn núi. Hắn là người cuối cùng bỏ trốn, nhưng do độn pháp siêu tuyệt, nên lại nhanh hơn một đồng bọn của hắn một bước. Mà ngay khi hai người sắp nhảy vào trong miệng hang, một đạo huyền minh thần quang liều chiếu qua. Vẻ mặt Vân Thiên ca trở nên nghiêm túc, lập tức vung kiếm chém về phía sau lưng, làm cho người sau lưng bị chậm một nhịp bị luồng ánh sáng lạnh lẽo và âm trầm kia đóng băng tại chỗ. Thiên hộ liệt linh ở bên dưới cũng vô cùng tuyệt vọng. Đám chó con nhân tộc này quả thật là không thể dựa dẫm được. Một tên cũng không được, hắn chạy nhảy ở trong lòng núi, điên cuồng gào ghét, dốc hết sức lực để bắt giữ bóng người của sở hy thanh. Chỉ cần có thể ngăn cản sở hy thanh một chút thôi, ba con trúc cầu kia sẽ giết chết hắn ngay. Nhưng liệt linh chỉ phí công, hắn vẫn luôn chậm một bước. Dù sở hy thanh xẹt qua ngay trước người hắn, Liệt Linh vẫn phải mất nửa cái sát na thì mới nhận ra quỹ tích thân pháp của Sở Hy Thanh. Chúc cầu không thể bắt giữ bóng người của hắn, Liệt Linh cũng không có cách nào, mà chỉ dây lát sau, ba đạo thời thương đến từ quá khứ tương lai, vừa sâu xa lại khó hiểu đã lóe lên ở bên cạnh hắn. Liệt Linh không hề có sức chống cự, thân thể lập tức bị chia ra thành sáu khối. Khi sáu khối thân thể của Liệt Linh rơi xuống đất, lại có một luồng khí lạnh lẽo quét qua, đóng băng hắn tại chỗ. Liệt Linh tràn đầy tuyệt vọng, mờ mịt, còn cả vô cùng giận dữ và không cam lòng. Hắn lo lắng cho bộ lạc của mình, sau khi tổn thất nhiều thanh niên trai tráng và sức chiến đấu như vậy, bộ lạc của mình còn an toàn vượt qua mùa đông này không? Hắn cũng rất không cam lòng, không phải vì mình bại vong, mà mấu chốt là từ khi tiến vào bí cảnh đến giờ, hắn vẫn được chính thức đối mặt với sở hy thanh, vậy mà tất cả tộc nhân của hắn đều xuống hoàng tuyền rồi. Một cái chớp mắt sau, ý thức của liệt linh đã hoàn toàn tan giã bóng người của sở hy thanh vẫn nhanh chóng qua lại ở bên trong lòng núi. Hắn hắn vẫn đang duy trì cực chiêu yên vân thiên túng, cũng chưa từng gián đoạn vô cực chảm. Đổi thành võ tu bình thường, lúc này đã tiêu hao hết bảy phần sức lực và chân nguyên rồi. Nhưng sở hy thanh thì vẫn khỏe mạnh như cũ. Lúc này, con huyền vũ quy xà kia đã bị thời thương cắt chém cho thương tích đầy mình, phần mai rùa cứng rắn ở trên lưng đã nát vụn, ngay cả cái đôi rắn kia cũng suýt nữa bị cắt đứt. Chương 968, Thiên Quang tà Ảnh 3 những vết thương của huyền vũ quy xà sâu đến tận xương mà còn không thể khép lại. Huyền vũ quy xà chỉ có thể đóng băng dòng máu của mình để ngăn chặn vết thương. Tuy nhiên, loại cảm giác đau nhức giống như lăng trì kia lại làm cho huyền vũ quy xà giận dữ điên cuồng. Nó sinh trưởng tại bí cảnh thời gian, cả đời đều chưa bị thương nặng như vậy, chưa từng uất ức như vậy. Khi đạo thời thương thứ 108 chém vào sau lưng nó, huyền vũ quy xà liền hét lên một tiếng. Trong cơ thể nó ngứa ngáy đến không chịu nổi, một luồng huyết khí minh mông lao ra từ bên trong cốt tủy. Thời khắc này, huyền vũ quy xà đã thức tỉnh thiên phú thần thông mới, làm cho đôi mắt của nó cũng biến thành màu băng lam. Sở hy thanh âm thầm dùng mình, hắn lập tức nhận ra đó là huyền vũ chân thị, một loại năng lực cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ, có người nói có thể nhìn thấu tất cả thần thông bí pháp trên trời dưới đất. Sau De tô, sở hy thanh cũng cảm giác được, hắn không thể khống chế dịch trong cơ thể. Đây là năng lực khống thủy của mạch huyền vũ lực lượng của con huyền vũ quy xà này đã mạnh đến mức có thể vượt qua không gian xuyên qua bồn tầng ngoại cương bên ngoài cơ thể sở hy thanh mà khống chế dòng máu trong cơ thể hắn điều này khiến cho thân hình của sở hy thanh hơi dừng lại mà một cái sát na sau phần bụng của sở hy thanh đã xuất hiện rất nhiều máu đó chính là thời thương do trúc cầu chém ra sở hy thanh vừa mới dừng lại một chút liền bị ba trúc cầu đánh trọng thương tuy nhiên sở hy thanh vẫn không hề hoang mang hắn nhìn về phía bảng nhân vật của mình lúc này bên trong thanh trạng thái của hắn đã có thêm mấy chữ táng thiên chi vũ. Người bị trọng thương, kích hoạt táng thiên chi vũ giai đoạn thứ ba. Tố chất thân thể tăng lên gấp 4 lần, nắm giữ lực lượng phá pháp và phá cương ở trình độ cao đẳng, cũng nắm giữ chảm thần chi lực ở cường độ trung đẳng. Bóng người của sở hy thanh lập tức nhanh hơn vài phần, bóng người lấp lẽ, tựa như quỷ mị ở trong lòng núi. Huyền vũ quy xà đã không thể khống chế máu trong cơ thể hắn. Sở hy thanh đã có lực lượng phá pháp ở cường độ cao đẳng, chảm thần chi lực ở cường độ trung đẳng, đủ để phá giải thần thông của con huyền vũ quy sàn này. Lúc này, ba con trúc cầu kia càng ngày càng không kiên nhẫn. Thân thể của chúng nó đã hoàn toàn rời khỏi dòng sông thời gian, tốc độ của thời thương cũng càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng rộng hơn, cắt chém tất cả mọi thứ trong lòng núi. Chúng muốn sử dụng thời thương dày đặc hơn, phạm vi sát thương lớn hơn, hỏng giết chết sở hy thanh. Sở hy thanh không thể không sử dụng lá bài tẩy thứ hai của bản thân. Bóng người của hắn như xương như khói, đồng thời hai tay kết ấn quyết, cầu thông vô tướng thần ấn trong nguyên thần. Đệ tử Sở Hy Thanh, xin mời thánh khí thần vọng kiếm của tông ta. Một cái chớp mắt sau, không gian ở trên đầu Sở Hy Thanh đã vỡ vụn. Một thanh kiếm có vô số đạo vận và vô số kiếm khí quấn quanh đang từ từ đâm ra từ trong không gian. Thần vọng kiếm là thần kiếm siêu phẩm siêu thoát giới hạn người và thân, nó hoàn toàn không giống với bốn thánh khí chấn tông còn lại của vô tướng thần tông. Có thể nói, thần vọng kiếm thu lấy lượng lớn sở trường của quân thiên thánh kiếm, hành thiên thánh kiếm chu lục thần đao nó kiêm thông cả ba đại thánh truyền bình thiên lượng thiên chu thiên tuy nhiên mỗi thứ đều chỉ biết một chút chỉ có thể nói là tinh thông năng lực chủ yếu của nó là gia tăng tu vị của người dùng thậm chí có thể khiến người dùng lấy thân thể phàm nhân để chạm tới căn nguyên nắm giữ thiên điều đạo quy mà bản thân chưa từng nắm giữ có người nói bản thể của nó có thể giúp một cao thủ nhất phẩm tăng lên đến cảnh giới trên siêu phẩm khuyết điểm của nó là sau khi sử dụng thanh kiếm này thì sẽ sinh ra vọng tưởng, cho rằng mình không gì không làm được, vô địch thiên hạ, làm ra rất nhiều chuyện ngung cuồng tự đại. Sở hy thanh mời chính là tử thể thần vọng kiếm cấp độ tứ phẩm. Điều này khiến cho tu vị của hắn được kéo lên đến ngũ phẩm thượng, còn có thể nắm giữ lực lượng bình thiên, lượng thiên và chu thiên ở một trình độ nhất định. Sở hy thanh phát hiện vô tướng thần ấn bên trong nguyên thần của mình cũng phát sinh biến hóa. Cũng giống hệt như trận chiến ở núi hỏa đầu cách đây không lâu. 999.999.999 999, 999, 999, giảm 1.000 thì vẫn còn 999.999.999. 999, 999, 999. Sở Hy Thanh nhất thời nhướng mày lên, lòng thầm nói tông môn thật là rất ra sức nha. Hắn không có để ý đến nữa, mà bắt đầu tập trung vào chiến đấu. Đầu tiên, Sở Hy Thanh sử dụng bình thiên để áp chế tu vị của đối phương. Lại dùng lượng thiên để co rút không gian chung quanh, nhờ vào đó để én tránh thời thương. Lúc này, kẻ bị thương nặng hơn chính là huyền vũ quy xa, toàn thân nó đã không còn một mảnh da thịt hoàn hảo, không còn một mảnh lân phiến hoàn hảo, cái mai rùa nặng nề dày cộm kia cũng đã đến bên bờ tan giã. chương 969, Thiên Quang Tạ Ảnh 4 Chỉ vẹn vẹn 20 cái hô hấp sau, con huyền vũ quy xa này đã rơi vào trạng thái thoi thóp. Rốt cuộc nó cũng không thể nhịn được nữa, đầu rùa phía trước và đầu rắn phía sau đều là thất khiếu chảy máu, một luồng hàn lực vô cùng vô tận bắt đầu bao trùm trên trời dưới đất, lan tràn bốn phương tám hướng, nhuộm toàn bộ thế giới chung quanh thành màu tuyết trắng. Hàn lực kia đóng băng tất cả, không chỉ đóng băng toàn bộ núi băng huyền vũ, thậm chí còn lan tràn đến phạm vi 30 dặm bên ngoài, khiến cho tất cả huyết tùng và thực vật ở bên ngoài đều bị đóng băng. Toàn thân sở hy thanh cũng bị bao trùm bởi một lớp hàn băng, thân pháp hơi trì trệ, tốc độ suy nghĩ cũng giảm xuống. Hắn ý thức được, đây là thiên phú có lực sát thương mạnh nhất của mạch huyền vũ, vạn vật tịch diệt, trong lòng sở hy thanh lại không sợ mà còn lấy làm mừng. Khi hắn ngưng thần quan sát, liền phát hiện không chỉ tốc độ và năng lực phản ứng của mình bị chậm lại. Mà quanh thân ba con trúc cầu kia cũng có một lớp hàn băng. Chúng nó bị ảnh hưởng lớn hơn sở hy thanh nhiều, dù sao sở hy thanh cũng có lực lượng phá pháp và chảm thần. Ba con trúc cầu vốn mượn tốc độ độ không gì sánh kịp và lực lượng thời gian để qua lại bên trong lòng núi, gần như là không thấy hình bóng. Nhưng khoảnh khắc này, Chúng nó rốt cuộc đã lộ tung tích ở trước mắt Sở Hy Thanh. Giống như lãnh sát nam miêu tả, đó chính là ba quả cầu có đốt nến trên đỉnh đầu. Sở Hy Thanh nhìn thấy rõ ràng, ánh nến kia thật ra là độc giác màu trắng bạc của chúng, trên độc giác có một ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt, nhìn khá giống nến. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh để ý nhất vẫn là thời thương của chúng. Con người của Sở Hy Thanh lập tức sáng rực lên, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, lực lượng thời thương vô cùng mạnh mẽ dù là cao thủ tam phẩm bị đánh chúng thì cũng có thể đồ tử tại chỗ dù sao không phải cao thủ địa bảng nào cũng có thân thể khổng lồ và sức sống mãnh liệt như huyền vũ quy xà vấn đề là ba con trúc cầu kia hoàn toàn không có cách nào điều động những vết tích thời gian kia chúng nó chỉ dẫn thời thương ra từ nơi sâu trong không gian sau đó chém về địa điểm chỉ định theo thân thể ba con trúc cầu bắt đầu đóng băng năng lực dẫn dắt thời thương của chúng càng cứng hơn chậm hơn vì vậy phản xạ là không thể phản xạ lại sở hy thanh tự hỏi mình bây giờ vẫn không thể chống đỡ được thần thương oanh kích chính diện nhát chém đến từ quá khứ tương lai này quả thực là quá sắc bén sắc bén đến mức có thể cắt chém tất cả mọi thứ nhưng hắn có thể thử làm cho nó đổi hướng thần phong minh kính đao không chỉ có thể phản xạ tất cả ngoại lực mà còn có thể dẫn dắt và đổi hướng tất cả ngoại lực hai loại phương pháp đều cần gánh chịu áp lực và gánh nặng nhưng tranh lệch với nhau mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nhưng làm vậy cũng có một chỗ khó hắn nhất định phải để thời thương đổi về hướng mà hắn đã chỉ định vì vậy hắn còn phải quan sát thêm quan sát huyền bí của thời thương quan sát trúc cầu ra tay để cầu không có sơ hở nào ba cái hô hấp sau khí tức của huyền vũ quy xà càng ngày càng yếu hàn lực kia thì càng ngày càng mạnh ngoài cơ thể của sở hy thanh và ba con trúc cầu đã kết thành một khối băng dày hàn lực vô cùng vô tận kia gần như muốn khóa các khớp của bọn họ Sở Hy Thanh dựa cả vào lực lượng phá pháp và trảm thần của táng thiên chi vũ và thần chi thương để chống đỡ. Hắn đã dành thời gian để dùng một viên đan dược có lực lượng cực dương, nhưng hiệu quả lại nhỏ bé không đáng kể. May mà Sở Hy Thanh có thiên phú thuần dương, để dòng máu của hắn vẫn duy trì được nhiệt độ. Giây lát sau, hai mắt của Sở Hy Thanh hiện lên một vệt sáng loáng. Thời cơ đã đến, hắn ném ra hai lá bài tẩy cuối cùng của mình. Lá thứ nhất là quang âm nhất thuấn, dòng chảy thời gian ở quanh người Sở Hy Thanh đã thay đổi lực lượng thời gian này không chịu nổi một đòn khi ở trước mặt trúc cầu. Nhưng vào thời điểm này, dù thời gian chỉ thay đổi một chút thôi, cũng đã giúp hắn rất nhiều. Lá bài tẩy thứ hai là thẻ nhân vật huyết nhai đao quân lục phẩm thượng bản trải nghiệm. Huyết nhai đao quân 17 tuổi, nguyên công lục phẩm thượng, vô tướng công tầng 9, thần phong minh kính đao tầng 12, thần lôi động chân chỉ tầng 12, mị ảnh vân tung tầng 12, cửu luân thần ấn tầng 11. Nhai tí chân ý tầng 12, tam tương võ ý tầng 12 sau đó là thiên phú của huyết nhai đao quân, nhai tí thập nhất giai, vô thượng kim thân thập giai, thần thương thập giai, táng thiên cửu giai, nã phong ngự điện chi thủ thập giai, thông linh thức tính chi tâm thập nhất giai, tinh di điện xế chi túc thập giai. Chương 970, Thiên Quang Tạ Ảnh 5. Hai mắt Sở Hy Thanh lập tức sáng rực, sức chiến đấu của huyết nhai đao quân ở giai đoạn lục phẩm thượng, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Lúc này, Sở Hy Thanh vừa né tránh, vừa lặng lẽ cảm nhận tin tức trong đầu óc, và cả hạt nhân tinh thần vừa xuất hiện nơi mi tâm kia. Ngay khi hắn cảm giác lực lượng của mình và thẻ nhân vật đã hòa vào nhau, bóng người của sở hy thanh bỗng nhiên dừng lại, hắn không có tránh né, mà lặng lẽ chờ đợi ba đạo thời thương kia đến. Cùng lúc đê kim phong ngọc lộ đao trên tay sở hy thanh đã biến hóa, chém ra một mảnh ánh sáng giống như gương bạc. Thần phong minh kính đao thiên quang tả ảnh, khoảnh khắc này, ba đạo thời thương kia cũng đã chém đến trước người của hắn nhưng lại bị ánh đao như gương bạc kia của hắn làm cho đổi hướng, bắn về phía khác. Cũng tại một cái chớp mắt này, ba con trúc cầu đã hiện thân ở cách đó 20 trượng kia đều hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi. Thân thể của bọn chúng bắt đầu nứt ra, chia ra làm đôi, vô số mưa máu rơi xuống. Thời thương vô cùng sắc bén kia đã chém nát đại não của chúng, thân thể và linh hồn của chúng. Hay, khi sở hy thanh dùng thiên quang tà ảnh để chém giết ba con trúc cầu kia. Trong đạo nhất điện ở vô tướng thần Sơn, đại trưởng lão độ chi viện hát thu phong bỗng nhiên vỗ đùi một cái rồi đứng dậy từ trên ghế thân sắc hắn rất là hưng phấn đao pháp tốt hay cho một chiêu thiên quang tả ảnh người này có dũng có mưu không hổ là huyết nhai thánh truyền đời này trong lòng hắn thì lại đang nghĩ giá trị của một đao này ít nhất cũng là 6 triệu lượng vàng trung quy vẫn là tiết kiệm được số tiền kia rồi vừa rồi bọn họ đã sửa chữa điểm thiện công của sở hy thanh nhưng lần này không phải là lý trường sinh sử dụng bình thiên kiếm mà là hai vị đại trưởng lão thiện công viện và giới luật viện trực tiếp ra tay từ trong hệ thống của vô tướng thần ấn. Trúc Quang Âm có muốn nhúng tay vào việc này cũng không được, mà cũng không thể quản được. Đao pháp rất tốt, tính toán rất chuẩn. Đại trưởng lão Lư Thủ Dương hơi gật đầu, nhưng trong mắt hắn vẫn ngậm lấy vài phần nghi ngờ, nhưng vừa rồi. Hình như đao pháp và tu vị của hắn đều tăng lên không ít. Một đao thiên quang tà ảnh vừa rồi thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Ít nhất là cảnh giới tầng 12, hơn nữa còn rất thành thạo. Đáng tiếc là bọn họ ở quá xa, không thể nhìn rõ ràng. Hẳn là một loại thiên phú kỳ lạ nào đó, hoặc là bạo phát tiềm lực của bản thân. Yến Quy Lai ngưng thần suy nghĩ một chút, rồi cũng không truy cứu việc này. Đao pháp của sở hy thanh càng mạnh tự nhiên là càng tốt, đây là chuyện tốt. Điều ta quan tâm bây giờ là, sau khi sở hy thanh nhìn thấy kiếm chiêu hoàn chỉnh, hắn có thể hiểu được không? Mà kiếm chiêu này dùng để làm gì? Nên làm gì để trợ giúp một kiếm tiên? mọi người nghe vậy thì không khỏi cau mày ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong và lo âu nếu như sở hy thanh không hiểu được huyền ảo ở trong kiếm chiêu vậy thì nói gì cũng vô dụng lúc này sở hy thanh đang cảnh giác và đề phòng mà nhìn huyền vũ quy xà trước mắt tuy rằng ba con trúc cầu kia đã bị giải quyết nhưng con huyền vũ quy xà có sức chiến đấu tiếp cận địa bảng này vẫn là kẻ địch đủ để đưa hắn vào chỗ chết tuy nhiên khi sở hy thanh ngưng thần quan sát lại phát hiện con huyền vũ quy xà này nằm sấp trên mặt đất hai mắt của đầu rùa và đầu rắn tuy đều trợn tròn lên, nhưng bên trong lại tối om, không có bất kỳ sinh khí nào. Nó cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, tứ chi không nhúc nhích. Theo lý thuyết, con huyền vũ quy xà này cũng nên chết. Từ khi bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ, con huyền vũ quy xà này đã trúng hơn 500 đạo thời thương. Lực lượng thời thương dày đặc như vậy, gần như đã lăng trì toàn bộ thân thể của huyền vũ quy xà, thậm chí là còn thảm hơn cả lăng trì. Lăng trì bình thường là 100 đao, cao thủ cầm đao thì mới có thể đến một ngàn đao, thân thể của huyền vũ quy xà lại bị hơn 500 đạo thời thương cắt chém, máu thịt be bét. Nhưng vết thương này còn không thể khép lại, vì vậy, dù sinh mệnh lực có mạnh đến đâu, thì cũng không thể còn sinh sơ. Nhưng sở hy thanh lại cảm ứng được, bên dưới thân thể huyền vũ quy xà còn có một chút khí tức sinh mệnh, có phản ứng với nguyên khí. Sở hy thanh thu đao vào vỏ, tiện tay phát một tấm tin phù, báo bình an cho bạch tiểu chiêu và chu lương thần ở bên ngoài. Sau đó, hắn liền bay qua bên đó. Sở Hy Thanh phải mất rất nhiều công sức mới có thể lật thân thể của huyền vũ quy xa. Lúc này, hắn mới phát hiện con huyền vũ quy xà này bị thương nặng đến mức nào, thân thể của nó đã bị cắt thành miếng, ngay cả cột sống cũng đã đứt rời. Theo lý thuyết, huyền vũ quy xà hẳn là bị vỡ thành hơn một ngàn mạch, nhưng nó dựa vào đóng băng máu để kết dính thân thể, duy trì hình thể hoàn chỉnh. chương 971, Huyết Tùng Thần Nguyên, điều khiến Sở Hy Thanh không hiểu chính là, huyền vũ quy xà chịu thương thế nặng như vậy vì sao vẫn không chịu né tránh một chút tuy rằng hình thể của huyền vũ quy xà rất khổng lồ nhưng lại am hiểu băng độn thủy độn và lôi độn tốc độ hẳn là không quá chậm chỉ cần chiến thuật của nó linh hoạt hơn thì nó sẽ không bị trọng thương trong một thời gian ngắn như vậy sở hy thanh sẽ phải đọ sức với chúng nó thêm một đoạn thời gian nữa theo kế hoạch của hắn kiểu gì cũng phải đọ sức nửa ngày hoặc một ngày dùng vạn cổ thiên thu chi huyết của mình để kéo đổ huyền vũ quy xà huyền vũ quy xà và trúc cầu mãi đến khi hắn lật huyền vũ quy xà lên liền nhìn thấy một quả trứng rùa ở bên dưới quả trứng rùa này to bằng thân người được trôn trong một vết lõm của tầng băng dưới vết lõm còn có một cái vải màu đỏ rực hẳn là dùng để giữ ấm cho trứng rùa sở hy thanh thấy cái vải này hơi quen lúc này mới ý thức được đây không phải là lân phiến trên người còn đằng xà kia sao Hắn không khỏi nhìn thi thể Huyền Vũ Quy Xà với ánh mắt phức tạp. Là do quả trứng rùa này nên con Huyền Vũ Quy Xà này mới không chịu di chuyển một bước. Quả nhiên bảo vệ con non là thiên tính của mỗi một mẫu thân, bất kỳ sinh linh nào cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, con Huyền Vũ Quy Xà này đẻ trứng kiểu gì? Toàn bộ bí cảnh thời gian này chỉ có một con Huyền Vũ Quy Xà. Rốt cuộc nó thụ thai thế nào? Chẳng lẽ là tự làm một mình? Nhưng vấn đề là Huyền Vũ Quy Xà không có khả năng này. Huống hồ với hoàn cảnh núi băng huyền vũ, rất khó để huyền vũ quy xà thụ thai. Ngay sau đó, sở hy thanh liền thu hồi suy nghĩ lung tung của mình. Hắn chuyển quả trứng rùa này qua một bên, vẫn dùng vảy đằng xa để lót cho nó, sau đó lại lấy một tấm hỏa độn phù cấp độ ngũ phẩm hạ ra. Sở hy thanh vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản, dẫn lực lượng viêm hỏa trong hỏa độn phù ra, duy trì nhiệt độ cho quả trứng này. Sách cổ ghi chép, tuy rằng thần thú huyền vũ nắm giữ lực lượng cực âm, âm lôi, hệ thủy và hệ hàn, nhưng chúng lại rất thích tắm nắng. Tất cả sinh linh đều được sinh bởi lực lượng dương tính, dù là sinh linh trí âm trí hàn như huyền vũ cũng không ngoại lệ. Sau đó, sở hy thanh không ngừng không nghỉ, bắt đầu quan sát tảng băng khổng lồ và cây huyết tùng bên trong, thậm chí hắn còn lười thu thập rất nhiều chiến lợi phẩm ở hiện trường. Vì sao hắn phải sử dụng thẻ nhân vật bản trải nghiệm có thể duy trì nửa canh giờ, mà không đổi bản chính thức ở trong võ đạo bảo khố? Một là lo lắng đang chiến đấu thì thẻ hết hiệu lực, hai là lợi dụng mộ tính không kém tần mộc ca của huyết nhai đao quân để giúp hắn nghiên cứu kiếm chiêu. Đặc biệt là thông linh thức tính chi tâm cấp 11 của huyết nhai đao quân, đây cũng là một thiên phú loại cảm ứng hiếm thấy, nó cũng có thể tăng cường mộ tính. Mà sau khi sử dụng thẻ nhân vật, những bộ phận thiên phú huyết mạch giống nhau của song phương sẽ chỉ giữ lại một phần có cấp độ mạnh nhất. Nhưng những thiên phú khác nhau thì có thể bảo lưu, có thể trồng chất. Thông linh thức tính chi tâm cấp 11, cộng thêm thái thượng thông thần cấp 9 của hắn, có thể để năng lực phân tích và cảm ngộ của hắn được cường hóa đến mức độ cực kỳ kinh người. Nhưng Sở Hy Thanh đi một vòng quanh tảng băng khổng lồ kia, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ hoa văn nào ở trên cây huyết tùng cực lớn kia. Cuối cùng, chuyển sự chú ý lên đỉnh chóp của cây huyết tùng. Nơi đó có một quả tùng màu máu, vị trí vừa vặn ở ngay phía dưới bụng của Huyền Vũ Quy Xà, cách trứng rùa không xa. Lúc trước, có lực lượng vạn vật tịch diệt áp chế, Sở Hy Thanh còn không có cảm giác gì. Nhưng theo lực lượng vạn vật tịch diệt biến mất, Sở Hy Thanh cảm ứng được hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ bên trong quả tùng này. Đó thuộc về lực lượng, sinh, có thể khiến vạn vật sinh sôi, sinh dục, sinh trưởng. Nó ngậm lấy sinh nguyên tràn trề mà tinh khiết, thân hình Sở Hy Thanh lóe lên, đi tới phía trên tảng băng. Hắn dùng kim phong ngọc lộ đao để chém ra đao cương sắc bén dài chín thước, nhưng phải mấy tận 10 cái hô hấp mới có thể đào móc quả tùng này ra. Ngoại hình của quả tùng này cũng không khác gì với quả tùng bình thường, nhưng lại to bằng nửa người, mặt người có những tia hoa văn lôi đình. Sở Hy Thanh cẩn thận cảm ứng và quan sát, phát hiện hoa văn này không có liên quan với kiếm chiêu, mà chỉ là lực lượng lôi đình. Tất cả sinh mệnh lực đều cùng một nhịp thở với lôi đình, lôi đình động thì vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh lại hái quả tùng xuồng, bắt đầu suy tư. Hắn cảm ứng được lực lượng chất chứa bên trong quả tùng, hắn bỗng có cảm ứng, liền xé quả tùng ra. Quả nhiên, bên trong quả tùng là chín hạt thông. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện lên một tia kỳ dị, sau đó liền dứt khoát dùng đao cắt thịt quả, lấy hạt thông màu đỏ thắm ở bên trong da rồi nhét vào miệng. chương 972, Huyết Tùng Thần Nguyên 2 Hạt thông này to bằng 3 nắm tay, người bình thường là không ăn nổi. Nhưng sở hy thanh bây giờ không phải người bình thường, hắn há miệng nuốt hạt thông vào bên trong. Hạt thông này cũng không cần hắn nhai, gặp phải nước bọt liền hóa thành dịch, chảy thẳng vào cổ họng của hắn. Sở hy thanh chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhảy lên, lực lượng sinh nguyên vô cùng vô tận lập tức tràn ra từ bên trong bàn cổ chi tâm. Sau khi hắn thức tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết thất sai, thì hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Nhưng bây giờ nhìn lại, mới phát hiện là tầm nhìn của hắn vẫn quá ngắn. Trước kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ, hiện giờ mới thật sự là sông lớn Trường Giang, tuôn trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến thân thể sở hy thanh, khiến thân thể hắn phát sinh biến hóa kỳ dị. Bên này mọc một khối u, bên kia có thêm một khối xương gai. Sở hy thanh không thể không cố gắng khống chế, miễn cho mình biến thành quái vật. Lúc này, thiên phú thuần dương đã có tác dụng, nó sinh ra một luồng lực ước thuốc mạnh mẽ để ràng buộc hình thể của hắn. Trong đầu của sở hy thanh lại có vô số tin tức. Cuối cùng, những tin tức này hóa thành những trí nhớ và hình ảnh. Đó là một cây huyết tùng cực lớn, nó đang dùng trà cây để múa kiếm. Huyền ý bên trong kiếm chiêu, tựa như có thể khiến vạn vật sinh sôi. Sở Hy Thanh ngưng thần linh ngộ, trên mặt lại hiện ra một tia kỳ dị. Hắn đoán không sai, trong tất cả chín loại lực lượng khác nhau của kiếm chiêu, bộ phận kiếm chiêu có ngậm lực lượng, sinh mệnh, ở núi băng huyền vũ là thâm ảo nhất, khó hiểu nhất, cũng sâu xa nhất. Có lẽ đây là lực lượng căn bản nhất và mạnh mẽ nhất của vị mục kiếm tiên tùng duyên niên kia. Nếu như là trước kia, có lẽ Sở Hy Thanh phải dùng một ngày, thậm chí là vài ngày mà vẫn không thể lĩnh ngộ mộ được một đạo vết kiếm của một kiếm tiên. Nhưng mà bây giờ, sở hy thanh chỉ liếc mắt một cái, bỗng nhiên lại hiểu được ảo diệu trong đó. Hắn không biết mình hiểu thế nào, nhưng dù sao cũng hiểu tại sao một kiếm tiên muốn làm như vậy. Khoảng tầm 150 cái hô hấp sau, lại ăn hạt thông thứ hai. Cảm giác cũng không khác với lúc nãy, sinh mệnh lực điên cuồng sinh sôi ở bên trong cơ thể của sở hy thanh, khiến cho tất cả xương cốt của hắn phát ra những tiếng vang, răng rắc, Sở Hy Thanh phát hiện những sinh mệnh lực này vẫn chưa để cho cơ thể hắn sinh ra cảm giác sắp nổ tung. Chúng nó được một luồng kiếm ý kỳ dị bên trong hạt thông dẫn đường, thay đổi một bộ phận nào ở trong cơ thể hắn. Giống như cùng một nhịp thở với rất nhiều thiên phú huyết mạch của hắn, gần như đã chạm đến bộ phận chủ yếu nhất của phong ấn huyết mạch. Tuy nhiên, thái thượng thông thần của Sở Hy Thanh lại không cảm ứng được nguy hiểm. Sở Hy Thanh cũng không phát hiện những sinh mệnh lực này phá hoại kết cấu cơ thể của mình, trái lại dường như còn mang đến cho hắn lợi ích rất lớn cũng chỉ mười mấy cái hô hấp sở hy thanh liền cảm thấy tố chất thân thể của mình được tăng cường rất nhiều sở hy thanh dứt khoát không để ý đến nữa mà tập trung vào hình ảnh và trí nhớ trong đầu sở hy thanh chỉ dùng khoảng ba khắc thời gian liền dùng hết chín hạt thông không chờ hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân bản trải nghiệm kết thúc hắn đã lĩnh ngộ được toàn bộ chân ý đồ ở trong đó sau đó sở hy thanh lại lấy chín bức chân ý đổ bằng vải cá ở trên lưng xuống bắt đầu quan sát một lần nữa những chân ý đồ này ẩn chứa kiếm ý hệ thủy, nó đơn giản hơn kiếm ý sinh mệnh ở núi băng huyền vũ nhiều lắm. Sở Hy Thanh mượn ngộ tính và thiên phú của huyết nhai đao quân, lúc này chỉ nghiên cứu một lúc là đã hiểu rõ ràng. Sở Hy Thanh chỉ dùng chưa đến nửa khắc là đã hiểu hết cả chín bước đồ bằng vảy cá này. Nhưng sau đó hắn liền cau mày, trong mắt hiện ra ý đau đầu. Hắn đã xem hết toàn bộ kiếm chiêu, cũng đã lĩnh ngộ được. Vấn đề là hắn vẫn chưa hiểu kiếm chiêu này dùng để làm gì. Sở Hy Thanh chỉ có thể xác định một việc, kiếm chiêu này tuyệt đối không phải để giết địch. Ngoài ra, hắn cũng không thể nào hòa chín loại sức mạnh vào nhau một cách hoàn mỹ. Sở Hy Thanh suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không có đầu mối nào. Hắn thử dùng kim phong ngọc lộ đao để diễn luyện thức kiếm chiêu này. Kết quả là cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy trì trệ, cảm thấy không hiểu. Không chỉ không thể nào thi triển ra, trái lại còn làm cho thân của kim phong ngọc lộ đao rung lên, len keng không ngừng. Đây là do kiếm chiêu vặn vẹo đến cực điểm, cương lực thác loạn, đã xung kích đến thân đao của Kim Phong Ngọc Lộ Đao. Sở Hy Thanh lập tức dừng lại, chương 973, huyết tùng thần nguyên 3. Đúng lúc này, hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân cũng đã kết thúc. Sở Hy Thanh không khỏi nhe răng nhếch miệng, cảm thấy thức kiếm chiêu này càng phức tạp lòng mòng hơn, nhất thời khó có thể tổ hợp. Hắn lập tức lắc đầu, nhét Kim Phong Ngọc Lộ Đao vào vỏ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc là không tìm hiểu được. May mắn là bí cảnh thời gian còn gần 10 tháng, cứ từ từ là được. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, sở hy thanh lại hơi sững sờ. Đây là vì hắn phát hiện màn hình huỳnh quang hư ảo ở trước mắt đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhân vật, sở hy thanh, danh vọng, lục phẩm hạ, siêu thiên kiêu, phó đạo, thần phong minh kính đao tầng 10, mị ảnh vân tung tầng 10, thần lôi động chân chỉ tầng 9, cửu luân thần ấn tầng 6, cửu thiên thời luân tàn. Võ ý, nhai tí chân ý tầng 10, tam tương võ ý tầng 9. Nguyên công, vô tướng công tầng 8, lục phẩm hạ cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 8. Điểm huyết nguyên, 2164,8. Thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết bát dai, nhà tí cửu dai, thần thương, lục dai, táng thiên thất giai thuần dương cửu dai, thái thượng thông thần cửu dai, nã phong ngựa điện chi thu, bát dai, quang âm thuần ảnh chi thân, bát dai. Trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh tam giai lê tham chi môn, thái sơ thần vận sơ, huyết tùng thần nguyên. Tuổi thọ, 805 ngày. Sở Hy Thanh hơi sướng sờ, tuổi thọ của hắn lại lên đến 805 ngày, gần như tăng lên gấp đôi. Lúc trước hắn đã sử dụng táng thiên chi vũ, hắn còn tưởng rằng tuổi thọ của mình còn một nửa là tốt lắm rồi. Kết quả lại không giảm mà còn tăng, thế mà lại đột phá 2 năm. Tuy nhiên, làm người ta chú ý nhất vẫn là cửu thiên thời luân tàn. Đây là kiếm chiêu do một kiếm tiên tùng duyên niên sáng chế, không biết công dụng. Người đã nắm giữ kết cấu tất yếu của kiếm chiêu, có thể dùng 2000 điểm huyết nguyên thể thôi diễn ra kiếm chiêu hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh lập tức vui vẻ, sau đó sắc mặt lại đen xì. Điểm huyết nguyên của hắn bây giờ chỉ có hơn 2000, hệ thống lại muốn cướp sạch trong một lần. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, mình vẫn nghiên cứu một thời gian đã, thực sự không được thì lại mượn lực của hệ thống để thôi diễn. Cùng lúc đó, thần phong minh kính đao và mị ảnh vân tung của hắn đều tăng lên đến tầng thứ 10. Đây cũng là lợi ích khi sử dụng thẻ nhân vật huyết nhai đao quân. Trong lúc đó thì ngộ tính của sở hy thanh cao đến mức nào chứ? Hắn chỉ quét qua trí nhớ liên quan đến thần phong minh kính đao và mị ảnh vân tung của huyết nhai đao quân, liền hiểu được cốt lõi. Thiên phú vạn cổ thiên thu chi huyết cũng tăng lên đến bát sai. Đây là biến hóa mà chín hạt thông kia mang lại, sinh mệnh lực bên trong đó đủ để môn thiên phú huyết mạch này tiến thêm một bước. Tuy nhiên, điều làm sở hy thanh giật mình lại mấy chữ huyết tùng thần nguyên ở trong thanh trạng thái. Huyết tùng thần nguyên, người nhận được một chút thần lực bản nguyên của một kiếm tiên, có thể giúp người mở phòng ấn huyết mạch nhiều hơn. Mỗi khi thu vị tăng lên, mỗi khi tiếp xúc với huyết nguyên đồ trụ, đều sẽ có thêm một loại thiên phú huyết mạch tăng lên, tăng cường sức mạnh, thể chất và sinh mệnh bản nguyên lên 3 phần 10. Người được một kiếm tiên quan tâm, vĩnh viễn nhận được lực lượng một chi của một kiếm tiên, trong phạm vi thần niệm của một kiếm tiên, tất cả võ đạo của người đều được kiếm ý và lực lượng của một kiếm tiên gia trì. Tại nơi cây cối xanh tươi rậm rạp, tốc độ khôi phục chân nguyên của ngươi tăng lên từ 3 phần 10 đến gấp 3. Khi ngươi giẫm trên mặt đất, bất kỳ bí pháp trói buộc dưới tam phẩm nào cũng không thể trói được ngươi, hơn nữa tốc độ khôi phục nguyên khí gia tăng gấp đôi. Ngoài ra, bên trong thanh trạng thái còn có một cái, thái sơ tri ấn. Thái sơ thần vận sơ, người được cho là người nham hiểm độc ác, được thái sơ huyền nữ quan tâm. Khi người thiết kế âm mưu để tính toán người khác, khí vận bản thân sẽ được cải thiện rất lớn, trợ giúp âm mưu của người có tỷ lệ thành công cao hơn. Sở Hy Thanh ngẩn người, lòng thầm nói sao mình lại thành nham hiểm độc ác rồi. Ta CMN tính toán ai? Lúc nãy là đám người kiếm thị phi thiết kế âm mưu đưa mình vào chỗ chết, sau đó bọn họ bị cuốn vào trong, liên quan gì với sở mỗ? Huống hồ, Thái Sơ Huyền nữ yêu thích không phải là người nham hiểm độc ác, nàng chỉ thưởng thức những người thông minh chuyên dùng mưu kế mà thôi. Có điều, cái huyết thùng thần nguyên này lại làm cho hắn rất vui mừng. Chỉ chỗ lợi ích này, cũng không uổng công hắn liều mạng mạo hiểm nhảy múa trên lưỡi đao rồi phần cơ duyên, bên trong bí cảnh thời gian này, còn tốt hơn sở vân vân dự tính nhiều. Nhưng, lực lượng một chi, là bao nhiêu? Là một cành cây của một kiếm tiên, là một cành cây hoàn chỉnh của một kiếm tiên, hay là một nhánh cây trên cành cây? Hay chỉ là một trà cây nhỏ? Cái này khác nhau rất nhiều. chương 974, Huyết Tùng Thần Nguyên 4 Sở Hy Thanh thử thò ngón tay ra, điểm một cái về phía trước. Hắn sử dụng thần lôi động chân chỉ, sau đó thần sắc hơi động, hiện ra ý mừng hẳn là lực lượng một nhánh cây, một kiếm tiên có hơn mấy trăm cành cây, nhánh cây thì khoảng hơn vạn. Nhưng dù chỉ là một nhánh cây nhỏ bé không đáng kể của một kiếm tiên, thì cũng không phải chuyện nhỏ. Khoảng nửa năm trước, Sở Vân Vân chỉ có một phần vạn chân nguyên so với lúc mạnh nhất, nhưng vẫn có thể đánh giết cao thủ ngũ phẩm. Tần Mộc Ca còn chưa đến siêu phẩm mà đã mạnh mẽ như vậy, huống chi là một kiếm tiên trong truyền thuyết đã tiến thêm một bước trên siêu phẩm, gần như đánh vỡ giới hạn siêu phẩm vấn đề là sở hy thanh không thể điều động tất cả sức mạnh của một nhánh cây này cái này không giống như thánh khí chấn tông của vô tướng thần tông chúng nó có thể dùng tử thể hoặc là phân thân hóa thể hoặc là kiếm ý hóa hình sở hy thanh lại chỉ có thể dùng thân thể của mình thần phách của mình để gánh chịu lực lượng một nhánh cây của một kiếm tiên nguyên thần và cơ thể của hắn mạnh bao nhiêu thì có thể điều động sức mạnh bấy nhiêu nguyên thần của sở hy thanh không có vấn đề cử luân thần ấn đã cường hóa thần phách của hắn lên đến gần tứ phẩm vấn đề là cơ thể hắn các hạng tố chất thân thể chỉ tương đương với võ tu ngũ phẩm thượng bình thường chính là loại ngũ phẩm bình thường nhất không phải thiên kiêu cũng không phải siêu thiên kiêu có lẽ là mạnh hơn một ít nhưng cũng chỉ có hạn nói một cách đơn giản hắn bây giờ có thể điều động lực lượng và kiếm ý ngang ngửa với một võ tu ngũ phẩm thượng dù nhánh cây của một kiếm tiên có mạnh hơn thì đây cũng là giới hạn của hắn bây giờ nhưng nó cũng để cho sức chiến đấu của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi tương lai khi ti vị của sở hy thanh tăng lên thì còn có thể tăng lên sở hy thanh đoán là cao nhất có thể tương đương với võ tu nhị phẩm hắn ngờ ngợ ra trạng thái của vị mục kiếm tiên này không tốt lắm bằng không thì lực lượng nhánh cây này còn có thể mạnh mẽ hơn chỉ là không biết phạm vi thần niệm của vị này có thể bao trùm lớn đến đâu đúng lúc này tiếng nói của chu lương thần từ lòng nói đã đánh gãy suy nghĩ của hắn chủ thường sở hy thanh cao mày phát hiện bóng người của bạch tiểu chiêu và chu lương thần lãnh sát na đã nhảy vào lòng núi sở hy thanh thấy thế thì nhướng mày đánh giá hai người một thú sao bây giờ mới vào đám người kiếm thị phi có làm khó dễ các ngươi hay không lúc trước hắn thật sự không ngờ đám người kiếm thị phi sẽ gan to bằng trời như vậy dám mai phục ở trong lòng núi băng huyền vũ tuy rằng sở hy thanh không bị làm sao cả còn mượn lực để làm thịt hai tên dạ lang tộc và sáu vị thiếu niên thiên kiêu nhưng sau khi mấy người kiếm thị phi chật vật bỏ chạy khó tránh khỏi chạm mặt mấy người chu lương thần Lúc này, Chu Lương Thần thi triển hai cánh, rơi vào mặt đất. Hắn vô cùng kinh ngạc, cũng chấn động không gì sánh được mà nhìn Huyền Vũ Quy Xà và chúc cầu một chút. Lòng thầm nói bốn con dị thú cực kỳ mạnh mẽ này đều chết trong tay chủ thượng. Thật không hổ là chủ thượng của hắn, sở nhất đao vô địch cùng thế hệ. Sau đó, hắn ngưng thần đáp, chúng ta rằng có ở bên ngoài một lát, bọn họ có rất nhiều người, nhưng e ngại tiểu chiêu và lãnh sư huynh, cũng lo chủ thượng đuổi theo, cho nên không ra tay. Nửa canh giờ trước, Cương lực trong lòng núi đã yên tổn, bọn họ đoán là chủ thượng đã bình yên vô sự, cho nên đã rút lui. Nhưng hàn lực ở bên ngoài rất kinh khủng, vạn vật tịch diệt của Huyền Vũ Quy Xà đóng băng mấy chục dặm quanh đây. Dù Huyền Vũ Quy Xà đã chết, nhưng hàn lực sẽ duy trì mãi mãi. Trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ, thuộc hạ vô năng, bị hàn lực ngăn cản, không thể đi vào. Vật vật tịch diệt đủ để đóng băng tất cả sinh linh tứ phẩm trở xuống trong phạm vi 30 dặm quanh đây. Nhưng may mà Huyền Vũ Quy Xà đã chết, hàn lực không còn mạnh như vậy nữa. Lãnh sát na và bạch tiểu chiêu đều có thể chống đỡ hàn lực, mà tu vị của chu lương thần thì lại kém một chút. Một người một thú thì lại sợ hắn lạc đàn, bị đám người kiếm thị phi tập kích. Sở hy thanh nghe vậy thì sướng sờ, sau đó lại thấy buồn cười, không sao. Hắn quên mất vạn vật tịch diệt kia, sở hy thanh không cảm giác được hàn lực này. Khi chiến đấu, hắn dựa vào lực lượng phá pháp và chảm thần của táng thiên chi vũ, khiến khí lạnh không thể đến gần người. Sau khi chiến đấu kết thúc, hiệu quả của thẻ nhân vật huyết nhai đao quân vẫn còn, sở hy thanh vô thức phản xạ toàn bộ khí lạnh kia. Khi sở hy thanh dùng hạt thông, thì lại càng không cảm nhận được. Các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta thu thập pháp khí trên những thi thể này đi. Còn cả bốn con mắt, mảnh giáp và trái tim của huyền vũ quy xa, còn cả sừng, con mắt và lân phiến, móng vuốt của trúc cầu nữa. chương 975, Huyết Tùng Thần Nguyên, năm Những thứ này đều là thứ tốt, nhưng sở hy thanh không mang được nhiều như vậy hắn chỉ có thể lấy bốn con mắt trên huyền vũ quy xa và sừng của trúc cầu. Đây chính là thứ có giá trị nhất, cũng là tinh hoa của bọn chúng. Thật ra mắt của huyền vũ quy xa cực lớn, mắt rùa có thể to bằng vại nước, mắt rắn cũng tương đương với bánh xe. Sừng bạc của trúc cầu thì nhỏ hơn một chút, nhưng cũng cao bằng nửa người, hơn nữa còn cực nặng. Sở hy thanh mang chúng theo thì sẽ bị trói buộc, nhưng hắn không nỡ vứt đi, những thứ này đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp, trên thị trường muốn mua cũng không có mà mua. Mắt của huyền vũ quy xa, ít nhất 100 vạn lượng bạc một cái, hiến tế cho lê tham là không có lời. Giá cả của sừng ba con trúc cầu cũng không rẻ, mấu chốt là ba cái sừng này có thể hòa vào đôi kim ngọc lương duyên đao của hắn. Những thứ còn lại thì chỉ có thể hiến tế cho lê tham. Vị vạn binh chi chủ này chay mặn không kiêng, vì vậy cũng có thể hiến tế tài liệu luyện khí. Nhưng mà rất thua lỗ, hiến tế pháp khí thành phẩm và hiến tế tài liệu luyện khí, thần ân phải tranh lệch nhau vài lần. Lúc này, Sở Hy Thanh chợt nhớ đến một chuyện, hắn chỉ vào một góc, đúng rồi, lương thần ngươi đi xem cái trứng rùa bên kia. Đây là huyền vũ quy xà dựa vào sinh mệnh lực tinh khiết ở nơi này mà thai ngén ra, người có thể ấp nở nó, luyện thành linh sủng bản mệnh. Trứng của huyền vũ quy xà này cực kỳ bất phàm, tuy rằng nó chỉ là á rể của huyền vũ, nhưng được thai ngén từ kiếm ý của một kiếm tiên, tiền đồ cực kỳ rộng lớn. Đáng tiếc là S không có cách nào để ấp và thu phục. Bằng không thì tiểu tóc húi cua sẽ tạo phản, có lẽ bạch tiểu chiêu cũng sẽ rất tức giận chu lương thần nhìn theo ánh mắt của sở hy thanh hai mắt lập tức sáng ngời hiện ra vẻ vui mừng nhưng sau đó hắn liền gãi đầu ngượng ngùng nói chủ thượng cái này chỉ sợ không tốt lắm cái gọi là không công không nhận lộc chứng huyền vũ quy xả đáng giá bậc nào nói nhảm ít thôi bảo ngươi đi ấp thì đi ấp đi sở hy thanh phất tay áo một cái đánh gãy lời nói của chu lương thần đây là phần thưởng khi người thu thập và ghét phải cá hơn nữa công pháp của nhà ngươi rất thích hợp với mạch huyền vũ, người khác cầm trứng huyền vũ này cũng không có lời bằng ngươi cầm. Ngươi ấp trứng rùa ra, vừa hay có thể trở đồ giúp chúng ta. Thật ra Chu Lương Thần rất thèm quả trứng này, có thể nói là khát vọng đến cực điểm. Hắn nghe thấy Sở Hy Thanh nói vậy thì cũng không làm kiêu, lập tức chạy đến gần quả trứng huyền vũ kia. Thời điểm này, Chu Lương Thần lại phát sầu, mình phải làm gì để ấp quả trứng huyền vũ này? Chu Lương Thần suy nghĩ một chút, liền xé vạt áo của mình, rồi ôm quả trứng huyền vũ này vào ngực. Hắn chuẩn bị dùng chân nguyên để tế luyện, đồng thời dùng nhiệt độ của bản thân để cung cấp ấm áp cho tiểu huyền vũ bên trong, khiến tiểu huyền vũ cảm nhận được khí thức đặc thù của hắn. Người bình thường đều làm như vậy để tế luyện linh sủng bản mệnh. Hoàn toàn giống như gà mái ấp trứng, nhưng khi lãnh sát na đang giúp cắt chém sừng trúc cầu ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì lại phi cười. Gương mặt lạnh lùng của hắn lại thất thủ, bật cười thành tiếng bạch tiểu chiêu thì lại nhẹ nhàng rơi lên trên quả trứng huyền vũ nàng nhắm mắt ngưng thần cảm ứng một lát liền lắc đầu nói không phải làm như vậy nha tiểu huyền vũ bên trong đã có khí cơ hòa hợp thân thể bình thường không cần nguyên dùng chân nguyên uẩn nhưỡng nó bây giờ là thuần âm chi thể có mẫu không có phụ tiên thiên có chút thiếu hụt vì vậy không thể nào thoát xác người bây giờ chỉ cần nhỏ một giò tinh huyết bản mệnh cho nó một chút tinh nguyên dương tính là có thể bù đắp thiếu hụt của nó giúp nó phá vỏ Mặt chu lương thần liền đỏ lên, lúc này mới để trứng huyền vũ xuống, khép phạt áo lại. Sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, chuẩn bị ép tinh huyết bản mệnh của mình ra từ đầu ngón tay. Bạch tiểu chiêu nhảy từ trên trứng xuống, ngước đầu nói không đủ. Người phải tinh luyện một chút, do tinh huyết bản mệnh này càng tinh khiết càng tốt. Tinh huyết của người càng tinh khiết, chất chứa càng nhiều sinh mệnh lực. Thì tiểu huyền vũ ở bên trong sẽ càng khỏe mạnh, tốc độ trưởng thành càng nhanh, liên hệ với người cũng càng chặt chẽ hơn Nàng chính là yêu tộc, cũng có thân của thần thú, vì vậy vừa hiểu rõ yêu tộc, cũng hiểu rõ thần thú. Lê Sơn bọn họ rất vui lòng khi chỉ điểm cho hậu bối yêu tộc. Mà con tiểu Huyền Vũ trong trứng này, chắc chắn sẽ trở thành linh sủng của Chu Lương Thần. Đây mới là người của mình, vì vậy Bạch Tiểu Chiêu rất nhiệt tình chỉ điểm. Chu Lương Thần biết nghe lời phải, hắn tiếp tục tinh luyện tinh huyết, khiến cho gương mặt đỏ bừng lên, trong miệng còn không ngừng phát ra mấy tiếng ân ân a a. Sở Hy Thanh nghe thấy thế thì sắc mặt không khỏi đen xì. Si. Sau đó, hắn lắc đầu, bắt đầu ra tay thu thập chiến lợi phẩm ở trong lòng núi. chương 976, Huyết Tùng Thần Nguyên 6 Ngoại trừ Trúc Cầu và Huyền Vũ Quy Xà ra, còn có 6 thiếu niên và hai tên cao thủ dạ lam tộc, trên người bọn họ cũng có rất nhiều thứ tốt. Nhưng bọn họ đều bị đóng băng bên trong một lớp băng dày đặc, nhất định phải phá hủy lớp băng này thì mới có thể lấy được pháp khí và hành lý của bọn họ. Lúc này Chu Lương Thần đang ấp Huyền Vũ, Bạch Tiểu Chiêu thì đang vui chơi, Sở Hy Thanh chỉ có thể tự làm. May mắn là lãnh sát na cũng giúp đỡ hắn, có lẽ là do tên này cảm thấy nhàn rỗi tẻ nhạt. Khoảng tầm nửa khắc sau, một đống đồ đã trồng chất như ngọn núi nhỏ ở giữa lòng núi. Sở Hy Thanh vẫn làm như cũ, thứ nhỏ thì thu vào túi, thứ to thì hiến tế. Hắn kết ấn quyết, thông qua lê tham chi nhãn trên đỉnh đầu để câu thông với thần linh. Trong miệng thì lại lơ đáng, trong mắt lãnh sư huynh có tham lam, tựa như là không nỡ lãnh sát nan nghe vậy sắc mặt lạnh lùng nói người bình thường đều không nỡ những thứ này phải có giá mấy triệu lượng bạc chỉ cái mai rùa này cũng có thể chế tạo mấy trăm tấm khiên cấp độ lục phẩm trược hơn nữa còn là phẩm chất thượng dai hắn lắc đầu vẻ mặt cảm khái tiếc là phương bất phiên chết rồi pháp khí không gian của hắn cũng bị cướp bằng không thì người có thể chuyển tay cho hắn kiếm sáu phần là không có vấn đề hắn làm ăn rất keo kiệt nhưng rất ít khi hại đồng môn sở hy thanh nghe vậy không khỏi nhìn thi thế phương bất viên bên cạnh lãnh sát na một chút. Hắn cũng tiếc hận không thôi, phương sư huynh, thật sự là đáng tiếc. Sau đó, sở hy thanh lại tiếp tục kết ấn quyết. Hắn không thể phân tâm khi hiến tế, hắn phải cảnh giác và đề phòng thần linh, lại không thể làm ra hành động khinh nhờn khi đang câu thông với thần linh. Huống hồ, có lẽ vị binh thần lê tham này còn đang giữ, bím tóc của hắn kia. Trước kia, trong trận chiến hắn chém giết tùng phong kiêm lâm thạch và long hành đại thiếu gia long gia, hắn đã từng sử dụng huyết mạch nhai tí và thẻ nhân vật huyết nhai đao quân ở trước mặt Lê Tham và Táng Thiên. Khi đó hai vị ma thần này hoàn toàn là không mời mà đến, làm cho Sở Hy Thanh cảm thấy khá bị đè nén. May mắn chính là, đó chỉ là một tia ý niệm của Lê Tham và Táng Thiên, còn không được tính là hóa thân, sẽ không nhìn ra nền tảng của hắn. Còn cả hôm nay, mãi đến tận giờ phút cuối cùng Sở Hy Thanh mới sử dụng thẻ nhân vật huyết nhai đao quân, chính là vì hắn lo lắng mấy vị thần linh này phát hiện điều dị thường. Núi băng huyền vũ không phải võ đài thần ân, đám thần linh kia sẽ không quá quan tâm, nhưng không thể không đề phòng. Quyết định của hắn là đúng, chỉ từ trạng thái thái sơ thần vận kia, cũng biết là vị thái sơ huyền nữ kia vẫn đang nhìn hắn. Nói chung là trước khi võ lực của hắn đủ mạnh để làm chủ vận mệnh của mình, vậy thì có thể không đắc tội với những thần linh này thì không cần đắc tội. Theo sở hy thanh hiên tế, một cánh cổng thanh đồng hư ảo có tạo hình cổ điển đã hiện ra trước mặt bọn họ. Theo cánh cửa này từ từ mở rộng, đám đồ vật ở trước người sở hy thanh đều bị hút vào bên trong lúc này lê tham chiến ấn ở trên đỉnh đầu của hắn có ánh sáng máu tìm tuôn trào mấy hơi thở sau đống pháp khí và tài liệu ở trước người sở hy thanh đã bị hút hết sạch sau đó cánh cửa kia liền đóng lại rồi biến thành vô số linh quang tiêu tan trong thiên địa sở hy thanh nhìn lê tham chiến ấn trên đỉnh đầu một chút sau đó liền chập một tiếng vẻ mặt đầy không cam lòng đồ vật giá chỉ mấy triệu lượng bạc lại chỉ đổi được vài sợi màu tím còn không đủ để nhuộm một phần mười con mắt kia thành màu tím. Cũng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng vỏ trứng vỡ nát, sở hy thanh liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái đầu rùa to bằng nắm tay chui ra khỏi vỏ trứng. Hình dáng của con tiểu huyền vũ này giống hệt con huyền vũ quy xà lúc trước, chỉ khác là đuôi của nó không có đầu rắn, ngoài ra mi tâm của nó còn có một vết kiếm màu đỏ tươi. Thú thú non mới ra khỏi vỏ này, sau khi sinh ra đều sẽ nuốt vỏ trứng của mình. Nhưng tiểu huyền vũ lại không làm như vậy lúc này nó thậm chí còn không thể mở mắt ra nhưng lại ra sức bò về phía bên cạnh con huyền vũ quy sạc kia đầu tiên nó dùng sức đẩy đầy một chút sau đó hai mắt rơi lệ phát ra một tiếng gào thét khàn giọng trong lòng núi chu lương thần và bạch tiểu chiêu thấy thế thì không khỏi yên lặng một lúc sở hy thanh thì lại thở dài một tiếng hắn đi đến bên cạnh tiểu huyền vũ đặt một chiếc vải màu đỏ thắm ở trước người tiểu huyền vũ đây là vải ngược của mẫu thân ngươi sau này hãy giữ lại đi rồng có vải ngược Huyền Vũ cũng có vảy ngược, chỉ là vảy ngược nằm ở bên trong mai rùa, bình thường sẽ không lộ ra ngoài. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến, vảy ngược của con Huyền Vũ quy xà kia, hẳn là con tiểu Huyền Vũ này mới đúng. Hành trình đến núi băng Huyền Vũ này của mình, thật sự là đã làm kẻ ác. chương 977, Thang Trời, 20 ngày sau, bí cảnh thời gian, trong rừng rậm, tiêu di đệ tử ngoại môn vô tướng thần tông đang liều mạng bỏ chạy sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy, trên người còn có vài vết thương máu thịt be bét. Những sợi máu tươi không ngừng chảy xuống từ cổ tay của nàng, chảy vào trường kiếm trong tay nàng, rồi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Lúc này, sau lưng nàng và cả hai bên trái phải đều có mấy bóng người mặc áo xanh. Bọn họ theo sát không bỏ, như hình với bóng. Tiện nhân, người còn muốn trốn đi nơi nào. Thân pháp rất khá, sau khi trọng thương mà còn có tốc độ như vậy, nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ thì có thể chạy được bao lâu mau giao thời gian huyết thạch trong tay ngươi ra đây, nể tình chúng ta đều là tông môn chính đạo, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bọn họ trắng trợn không kiêng rè, trong lời nói còn bao hàm trào phúng và sát cơ lạnh lẽo. Hai mắt tiêu di lạnh lùng, nàng dùng hết khả năng để duy trì tỉnh táo. Nàng vừa dùng toàn lực để chạy, vừa quét mắt nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh, cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng thời gian trôi qua, trên mặt tiêu di đã hiện ra ý thất vọng nàng không thể tìm được bất kỳ phương pháp nào có thể giúp nàng bỏ rơi đám người phía sau lúc này có mấy chục phát nỏ tên nhỏ bé bắn về phía nàng từ hai bên rừng rậm đó là cửu liên tinh do thần cơ môn chế tạo đủ để đưa võ tu lục phẩm như nàng vào chỗ chết tiêu di cũng đã có đề phòng dưới chân nàng sinh sôi lôi đình tốc độ đột nhiên tăng mạnh lao về phía trước một đoạn tránh thoát khỏi đám nỏ tên kia nhưng chỉ một lần như vậy chân nguyên trong cơ thể nàng càng ít ỏi hơn hầu như đã gần cạn kiệt Tiêu Di chỉ có thể lấy một cái vòng tròn đồng từ ống tay áo, xé phủ ở phía trên ống đồng. Lập tức có một đoàn linh quang lao ra, nổ tung thành một pháo hoa cực lớn ở trên không trung. Đây là viên pháo hoa cầu viện cuối cùng của nàng, sau khi thả pháo hoa xong, liền không còn cách nào để cầu viện đồng môn nữa, cũng không thể báo vị trí của mình cho đồng môn nữa. Trong lòng Tiêu Di vô cùng cay đắng, nàng cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nàng bị truy sát một đường dài đến hơn trăm dặm trong quá trình đó nàng cũng đã liên tục thả bảy viên pháo hoa cầu Việt, nhưng đến giờ vẫn không nhìn thấy một vị đồng môn nào xuất hiện. Có lẽ sau này nàng cũng không thể nhìn thấy. Vân huyễn lôi tàu, thân pháp quả nhiên rất lợi hại. Phía sau lại truyền đến tiếng cười chiêu tức, người còn hy vọng vào đồng môn của ngươi sao. Vấn đề là bí cảnh này rộng lớn như vậy, Đông Tây Nam Bắc đều hơn 3.500 dặm. Người thử nghĩ mà xem, các ngươi chỉ có hơn 300 người, bọn họ có thể nhìn thấy pháo hoa của ngươi sao nhìn thấy thì có thể chạy đến hay không một vài người đến thì lại có tác dụng gì nội tâm tiêu di nhất thời chìm vào đáy vực mỗi một câu nói của người kia đều đả kích lòng cầu sinh của nàng trước khi tiến vào bí cảnh tiêu di cũng không ngờ lần này phải đối mặt với tình huống như vậy bình thường thì bí cảnh thời gian chỉ có một ngàn người là nhiều lắm rồi lần này lại có hơn ba ngàn người có người nói vì giết chết hai vị huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông bọn họ mà vị tinh thần đại pháp sư La Tinh Hán kia đã phung phí 6 viên thời không mật thạch và các loại tài liệu trị giá 2.000 vạn lượng vàng, nhờ đó để đưa rất nhiều người vào bí cảnh. Hơn vạn năm qua, bí cảnh này cũng mở hơn vạn lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà vô tướng thần tông bọn họ rơi vào thế yếu trên phương diện nhân số. Càng làm cho tiêu di căng thẳng chính là, bọn họ còn bị nhầm vào. Hầu như tất cả mọi người nhìn thấy đệ tử vô tướng thần tông thì đều sẽ vô tình hay cố ý mà xa lánh, thậm chí là trực tiếp hạ sát thủ giống như nàng vậy, trước khi nàng tìm thấy hai viên thời gian huyết thạch kia, thì đã bị đám người đô thiên thần cung nhìn chằm chằm và bám đuôi rồi. Còn nữa, nàng không gặp được bất kỳ đồng môn nào trong 20 ngày qua. Các hạ đã hết chân nguyên, cần gì phải chịu đựng nỗi khổ nghiền ép nguyên khí, khổ sở dẫy dụa. Đô thiên thần cung chúng ta và vô tướng thần tông, tốt xấu gì cũng có chút tình nhang đèn. Ngay khi tiêu di đang muốn từ bỏ chạy trốn, quay đầu liều mạng với đám người này hai đạo ánh đao kiếm khí liền bay ra từ trong rừng rậm không chỉ ép lui toàn bộ mấy người sau lưng tiêu di mà còn khiến cho một bị trong đó phát ra tiếng kêu rên ngực bụng đã phun máu tươi những người kia thấy thế thì không khỏi biến sắc là cô vân song hạc tiêu di thì lại hiện lên vẻ mừng như điên vương sư tỷ tiết sư huynh đao kiếm hợp bích này nhất định là vợ chồng hai người vương hy trúc và tiết đình hữu bọn họ xuất thân từ quận cô vân nên được gọi là cô vân song hạc chương 978, thang trời 2. Lúc này, hai bóng người lao xuống như hạt trắng trong mây, chạy đến bên cạnh tiêu di. Hai vợ chồng vương Hy Trúc cầm cánh tay của nàng, rồi lập tức chạy về phương hướng Bắc. Chúng ta đi, sau khi tâm thần của tiêu di thả lỏng, sức lực toàn thân cũng biến mất không còn sót lại chú nào, dựa cả vào hai người kia để bay lên. Trên mặt nàng lại hiện ra vẻ khó hiểu. Với thực lực của hai vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu thừa sức giải quyết đám người đô thiên thần cung ở phía sau, Vương Hy Trúc nhìn ra tâm tư của nàng, cười khổ nói, phía sau chúng ta cũng có truy binh. Tiêu Di nghe vậy thì sướng sờ, sau đó sắc mặt nàng tái nhật hơn, các người bây giờ cũng bị đuổi giết. Tình hình đã ác liệt đến mức này rồi sao? Tiết Đình Hữu liếc mắt nhìn nàng một cái, chúng ta khá xui xẻo, khi chạy đến thì gặp phải một đám người điên huyết bức sơn. Tiêu sư muội du đã một mình ở bên ngoài, không nhận được càn khôn phi kiếm của chúng ta đúng không? Tiêu Di nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn, lòng thầm nói thiết đình hữu nói như vậy là có ý gì. Tin phù gì, mấy ngày nay ta đều tìm kiếm thời gian huyết thạch, hành tung bất định, không dùng lại một chỗ, nhưng cũng không lấy được bất kỳ tin phù hay cản khôn phi kiếm nào. Khoảng cách phi hành của tin phù rất ngắn, xa nhất cũng không đến 150 dặm. Còn về phần càn khôn phi kiếm, tuy rằng khoảng cách phi hành rất dài, ngắn thì ngàn dặm, dài thì vạn dặm, nhưng nhất định phải khóa chặt phương hướng từ trước, hoặc là hòa máu tươi vào trong càn khôn phi kiếm từ trước. Tiêu Di làm người tương đối quái gở, chỉ có cực ít bạn tốt ở trong tông môn. Nàng không thể giao càn khôn phi kiếm hòa máu của mình cho người khác được. Huống hồ, nàng cũng không dùng được thứ đắt tiền như vậy. Khóe môi vương hy chúc không khỏi giật giật, tin phù là chuyện 20 ngày trước rồi, những ngày nay ngươi không gặp được một đồng môn nào sao. Vận may của ngươi không khỏi quá thối rồi. Vẻ mặt tiết đình hữu thì lại bình thản, giải thích cho tiêu di, tình hình bí cảnh lần này rất hiểm ác. Sau khi hai người chúng ta thương lượng với các sư huynh đệ nội môn, liền quyết định ôm đoán sưởi ấm ở mặt bắc núi Kim Ngân, phong huyết quật và lôi chấn cốc, các sư huynh đệ trông non lẫn nhau. Chúng ta không đi những địa phương khác, cũng cố gắng không hành động một mình. 20 ngày trước, chúng ta đã bắt đầu gửi tin phù để thông báo cho đồng môn, nhưng đến giờ vẫn còn vài người chưa nhận được. Tiết Đình Hữu nói đến phần sau, giọng nói lại hơi nặng nề. Những người chưa nhận được thông báo này, giống như Tiêu Di thật ra chỉ là số ít, đại đa số người đều đã gặp bất trắc trong bí cảnh. Tiêu Di nhất thời bừng tỉnh, bảo sao nàng lang bạt trong bí cảnh 20 ngày mà chưa từng gặp được một vị đồng môn nào. Nàng suýt nữa thì cho rằng các đồng môn sư huynh đệ của mình đều đã gặp nạn rồi. Nói như vậy, đại đa số chư vị sư huynh đệ vẫn còn khỏe mạnh. Tiêu Di lập tức vui mừng, sau đó lại cau mày hỏi, như vậy thì thời gian huyết thạch thì phải làm sao? Số lượng thời gian huyết thạch ở gần núi Kim Ngân, phong huyết quật và lôi chấn cốc thì có bao nhiêu? Tiêu Di dựa vào thân pháp cao siêu của mình, giấu chân đi qua toàn bộ bí cảnh, mà chỉ tìm được có 7 viên thời gian huyết thạch. Nếu không đủ thời gian huyết thạch, thì sẽ không thể tiến vào tầng thứ hai. Lần này, người tiến vào bí cảnh thật sự là quá nhiều, số lượng bí dược ngũ phẩm hạ vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiêu di bây giờ chỉ có thể hy vọng vào tầng thứ hai của bí cảnh. Tầng thứ hai có diện tích nhỏ hơn nhiều, nhưng số lượng bí dược lại nhiều hơn rất nhiều. Tiền đề là nàng có thể tìm được đủ thời gian huyết thạch, nhận được tư cách tiến vào tầng thứ hai. Vương Hy Trúc khẽ lắc đầu, thời gian huyết thạch đúng là không nhiều, vô tướng thần tông chúng ta bây giờ còn có 240 người, mà giờ chỉ kiếm được không đến 400 viên thời gian huyết thạch. Tiêu Di nghĩ thầm, như vậy thì còn thiếu rất nhiều. 240 người cần ít nhất 2880 viên thời gian huyết thạch. Tiêu Di không khỏi âm thầm cười khổ, mấy vị sư huynh nội môn triệu tập tất cả mọi người tại ba nơi này, chắc hẳn là có ý định từ bỏ. Nhưng thật ra như vậy cũng tốt, tình hình bây giờ là địch mạnh ta yếu, lực lượng song phương chênh lệch đến tận 10 lần. Dù bọn họ liều mạng thì cũng chưa chắc đã tìm được cơ hội vào tầng thứ hai. Như vậy thì chẳng bằng lùi lại một bước, ít nhất cũng có thể giữ mạng. Nhưng vẻ mặt của vợ chồng Vương Hi trúc lại không có chút ủ rũ nào. Vương Hi trúc còn nhướng mày lên, hiện ra một nụ cười gần, nhưng mà sư muội đừng lo, thời gian huyết thạch không phải là vấn đề. Bây giờ để cho bọn họ đắc ý nhất thời, chờ đến thời gian, bọn họ sẽ phải phun tất cả những thứ trong tay ra chương 979, thang trời 3, tiêu di không khỏi kinh ngạc, chớp mắt hỏi, phun ra. Sư tỷ nói vậy là có ý gì? Vô tướng thần tông chúng ta có một siêu thiên trụ đi vào đây, một thân võ đạo và thiên phú không kém bá võ vương năm xưa, có phong thái bế nghế thiên hạ, một tay chống trời. Chờ trở về gần núi Kim Ngân thì ta sẽ nói tỉ mỉ cho sư muội biết. Lúc này, khóe môi tiết đình hiếu cũng cong lên, vô tướng thần tông chúng ta cổ vũ đệ tử tay làm hàm nhai ở trong bí cảnh, luôn muốn chúng ta tự tìm kiếm thời gian huyết thạch tự đối mặt với các hoàn cảnh gian nan trong bí cảnh nhưng tình huống lần này thì khác được cánh chim của sở sư đệ che chở cũng không mất mặt tiêu di đang đoán xem vị sở sư đệ này là ai chẳng lẽ là sở hy thanh vấn đề là tu vị của sở hy thanh mới chỉ thất phẩm thượng cũng chỉ là một huyết nhai dự bị không có huyết mạch nhai tí vị này có một thân võ đạo và thiên phú không kém hơn bá võ vương khi xưa thật hay giả vậy hắn lại có tài cán gì mà có thể che chở cho mấy trăm đệ tử vô tướng thần tông đúng lúc này con người của tiết đình hữu hơi co lại hắn phát hiện một đám người trong rừng rậm phía trước những người này hoặc là đứng trên mặt đất hoặc là đứng trên đỉnh cây huyết tùng tất cả đều lạnh lùng nhìn ba người bọn họ tiêu di cũng chú ý đến đám người này nàng không khỏi cả kinh thần diếm cung sau đó nàng lại nhìn thấy một bộ thi thể trên mặt đất